Chương 2100, người tới đúng là chúa tể của Sâm La tộc, Sâm La chi chủ, trên đỉnh đầu treo một tòa Sâm La điện, tản ra quỷ khí âm u dày đặc. Tam sinh tam thế, hoàng tuyền hoa khai, minh trà khẽ quát, phía sau hiện lên một con sông dài minh mông, trên đầu nguồn chậm rãi xuất hiện một đóa hoa quỷ dị, là hoàng tuyền chi hoa. Hoàng tuyền chi hoa nở rộ, từ bên trong đi ra một bóng dáng mông lung, giống minh trà đến chín phần, đây là thân thể quá khứ, hoàng tuyền. Ầm, um, hoàng tuyền vừa ra trực tiếp đánh sâm la bay ra ngoài, hơi thở sôi trào tới cực điểm, hai người dương mắt liếc nhìn, thoáng chốc sợ ngây người. Hoàng Tuyền, Cửu U, Sâm La, hai bách tộc chi chủ vừa nhìn thấy lập tức cực kỳ hoảng sợ. Hai người bọn họ kinh hãi không thôi, không ngờ Minh Trà cắn nuốt Hoàng Tuyền, biến hóa thành thân thể quá khứ của mình, hoàn toàn biến thành một bộ phận của bản thân. Giết, Cửu U và Sâm La chi chủ liếc nhau, chợt quát một tiếng lao tới, bộc phát ra lực lượng cường đại nhất muốn chém giết vị Minh chủ Minh Trà đáng sợ này đi trợ giúp cửu u và xâm la chi chủ thiên minh chi chủ một con đại bàng bay qua hư không hỗn độn giết tới phía minh trà ở đây muốn vây giết vị minh chủ cường đại này minh trà cảm thụ nguy hiểm không nói hai lời xoay người lại phía sau lần nữa hiện lên một con sông dài ở cuối nguồn chậm rãi hiện lên một đóa hoa yêu dã tam sinh tam thế bỉ ngạn hoa khai dây sau bỉ ngạn hoa nở rộ từ bên trong đi ra một bóng dáng mờ ảo một bước lắc người sông lên trong nháy mắt chặn thiên minh chi chủ và đại bàng cường đại kia leng keng minh trà dùng tam thế chi pháp gọi ra thân thể quá khứ hoàng tuyền thân thể tương lai bỉ ngạn không ngờ lấy một địch bốn còn có thể áp chế đối thủ có thể nói là vô cùng cường đại giết từng bóng dáng cường đại liều chết xông tới lướt qua hỗn độn mỗi một người đều muốn tiến vào trong man hoang thậm chí muốn chém chết cường giả bên man hoang nhưng cường giả bên man hoang từng người đi ra cản trở cường giả trăm tộc thập nhị đô thiên lực lượng phụ thần đột nhiên một tiếng gào thét truyền đến chấn vỡ hỗn độn một luồng hơi thở đáng sợ quét qua, đánh chết số lượng lớn tinh nhuệ trăm tộc. Mọi người dương mắt nhìn qua, thoáng chốc giật nảy mình, thấy được một màn vô cùng rung động. Vu tộc, 12 tổ vu không ngờ phối hợp diễn hóa ra một vị ảo ảnh đáng sợ, mơ hồ khiến người ta có một loại cảm giác không thể địch nổi. A, à, vị ảo ảnh to lớn kia giống lớn một tiếng, từ trong hư vô hỗn độn lấy ra một cây búa lớn âm u, một búa chém về phía cường giả thiên cấm bên trăm tộc. Bùm, chỉ một búa, hỗn độn nổ tung, tựa như khai thiên tích địa không thể ngăn cản ba vị cường giả thiên cấm trăm tộc liền hóa thành thịt nát chết thảm tại chỗ mười mấy người bị thương nặng bay ngược ra ngoài máu tươi bắn tung tóe ui phu tộc ảo ảnh thật đáng sợ bên yêu tộc đế tuấn đông hoàng bị dọa sợ không nhẹ ánh mắt nhìn về phía phu tộc đã trở nên đổi khác phu tộc này thực sự là không thể hiện thì thôi một khi đã thể hiện là ai nấy đều kinh ngạc hư ảnh kia một bố chém chết ba cường giả thiên cấm đệ nhất trọng bị thương nặng mười mấy người có thể nói là hù dọa phe trăm tộc, thậm chí bên man hoang cũng có rất nhiều người đều bị chấn động mạnh, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Nguyên chiến trường đều bị một búa kinh sợ, mỗi người sợ hãi nhìn vu tộc ở nơi đó, một vị người khổng lồ khủng bố đứng ở trong hỗn độn, hơi thở nổ tung. Thật khủng khiếp, cũng thật quen thuộc, ma tổ kinh ngạc, trong lòng run rẩy chỉ cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc, khiến hắn giật thoát tim. Nhìn ảo ảnh khổng lồ kia, trong tay cầm búa lớn, vô địch trong hỗn độn, chân chính kinh sợ cường giả các nơi, ai nấy đều bị kinh hãi. Một búa này, hình thiên sừng sốt, ngơ ngác đứng ở nơi đó, mấy vị đối thủ bốn phía rốt cục có cơ hội thở gấp. Nhưng hình thiên dường như rơi vào giác ngộ nào đó, cứ như từ trong một búa vừa rồi của ảo ảnh khổng lồ kia ngộ ra được ý nghĩa sâu xa nào đó. Lên, mấy vị cường giả thiên cấm bốn phía vừa nhìn thấy hình thiên dại ra, nhận thấy đây đúng là cơ hội cực kỳ tốt, không nói hai lời, tập hợp sát chiêu mạnh nhất một hơi oanh toạc. Trong lúc nguy cấp, hình thiên thân thể không đầu vù vù to lên, hóa thành một người khổng lồ cao vạn trượng, nhưng không có đầu. Mở, chỉ thấy, hình thiên bản năng vung ra một búa, răng rắc một tiếng, hỗn độn vỡ vụn, ánh búa cường đại chém nát tất cả, giống như khai thiên tích địa. chương 2101, âm một tiếng, toàn bộ năng lượng vụt tắt, bị ánh búa quét ngang sạch sẽ, ánh búa cường đại không thể ngăn cản, trong nháy mắt rạch nát cơ thể vài tên cường giả thiên cấm. Vù vù vù, gần như trong nháy mắt, Năm vị cường giả thiên cấm lập tức hộc máu bay ra ngoài, bị thương nặng, con mắt mỗi người trợn to, lộ ra ánh mắt khó tin. Sao có thể như vậy? Bọn họ trợn to mắt nhìn hình thiên, quả thực không thể tin được, không ngờ người này từ trên ảo ảnh khổng lồ do 12 tổ vu của vu tộc hội tụ mộ được một ít huyền ảo sâu xa. Thì ra là thế, hình thiên tỉnh táo lại, hai mắt trợn to, lộ ra tia sáng hiểu rõ, há miệng rộng cười ha hả không ngừng. Nụ cười kia khiến người ta phát lạnh, ầm, um, bên kia. Ảo ảnh khổng lồ vung ra một búa bỗng nhiên tan vỡ, hóa thành 12 tia sáng rơi xuống, 12 tổ vu khôi phục chân thân. Hơi thở của bọn họ có chút suy yếu, vừa rồi chỉ có thể vung ra một chiêu mà thôi, hoàn toàn không có biện pháp kéo dài, nhưng bởi vì tình cảnh vừa nãy khiến cho 12 tổ vu tỉnh ngộ, rốt cuộc đạp phá cánh cửa, bước chân vào cấp bậc thiên cấm. Lần này, hơi thở của 12 tổ vu càng cường đại hơn. Rốt cuộc đột phá, chúc cửu em kích động suýt rơi lệ, đột phá trong tình thế như vậy có thể nói là rất đúng lúc, có tác dụng quan trọng đối với nguyên vu tộc. 12 tổ vu đột phá, chẳng khác nào có 12 vị cường giả thiên cấm, mặc dù chỉ là đệ nhất trọng thiên, nhưng cũng đủ kinh sợ những người khác. Vu tộc không tồi, trên chiến trường, phong đô, mạnh bà đang giết ra, lại nhìn thấy cảnh này, hai người liếc nhau, hơi gật đầu, rất xem trọng vu tộc. Giết, hai người không chút chậm trễ, phòng đô phá vỡ hư vô, lập tức giết đến trước mặt mấy vị bách tộc chi chủ, đi lên liền triển khai tuyệt sát, đánh cho cường giả thiên cấm trăm tộc suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh. Ông, lúc này, một cây cầu đá lướt qua hỗn đột, nghiền nát vô số cường giả trăm tộc, rước lấy lửa giận của mấy vị cường giả thiên cấm trăm tộc, liên thủ sông lên. Đại chiến kéo dài, khắp nơi đều có thương vong, nhưng bên liên minh trăm tộc thương vong lớn nhất. Do một lần kích thích của vô tộc, khiến cho cường giả các nơi cũng bị kích thích, như hai vị yêu tộc đế tuấn và đông hoàng sắc mặt khó coi, bị vô tộc đi trước, trong lòng tất nhiên rất không cam lòng. Ông, bị vô tộc kích thích như thế, đế tuấn, đông hoàng cùng nhau bùng nổ, một luồng căn nguyên của yêu thiêu đốt trong cơ thể, không ngờ một hơi bước qua cánh cửa, cũng bước vào thiên cấm lĩnh vực. Hai người đều song song đột phá, trở thành cường giả thiên cấm. Ha ha ha, côn bằng, bổn tỏa đã đột phá, giết. Sau khi đột phá, đông hoàng, đế tuấn hưng phấn dùng đông hoàng trung, hà đồ lạc thư, rốt cục có năng lực đánh một trận với cường giả thiên cấm. Đây coi như là bước chân vào nhóm cường giả đỉnh cao, cuối cùng cũng không còn mất mặt nữa. Âm ầm hai người hợp lực, đánh con côn bằng khổng lồ bay ra ngoài, cuối cùng phá vỡ áp chế của đối phương, trong phút chốc hai bên đánh đến khó phân thắng bại. Giết, nhân tộc tất thắng, man hoang tất thắng. Trong phút chốc, toàn bộ người bên man hoang sôi trào, phấn khởi, nhân tộc càng bộc phát ra sức chiến đấu kinh người, rất nhiều người đột phá trong khi tham gia chiến đấu. Còn có cường giả đạp phá hàng rào, lấy chiến nuôi chiến, bước vào hàng ngũ trí cường giả, bắt đầu đi hướng tiên lộ càng chiến càng hăng, man hoang liên minh trăm tộc loạn chiến lớn hỗn độn minh mông bị xoắn nát giới hải nhấc lên từng đợt gió lốc đáng sợ cuồn cuộn tám phương cảnh này rơi vào trong mắt cường giả khắp giới hải bị chấn động mạnh nhân tộc man hoang thực lực thật sự rất cường đại trăm tộc cũng không yếu trong giới hải có thế lực các phe và cường giả trao đổi với nhau cảm thấy hơi khiếp sợ đối với thực lực của man hoang và trăm tộc đặc biệt bên man hoang vu tộc bộc phát ra sức chiến đấu cường đại 12 tổ vu càng một bố chém chết ba cường giả thiên cấm đệ nhất trọng đánh trọng thương mười mấy người mặc dù chỉ có thể đánh ra một khích nhưng cũng đã đủ khủng bố có thể trấn trụ rất nhiều cường giả không dám xem thường người vu tộc mà yêu tộc cũng dần dần bắt đầu ló đầu ra hai yêu chủ đông hoàng đế tuấn đang liên thủ áp chế một vị cường giả thiên cấm cường đại côn bằng đó là một con côn bằng lớn đến vô biên vốn đang áp chế đế tuấn và đông hoàng kết quả hiện tại hai yêu chủ sau khi đột phá lập tức đảo ngược tình thế Côn Bằng, đầu hàng đi, các ngươi không có cơ hội. Đại chiến hồi lâu, Đế Tuấn lên tiếng khuyên nhủ đối thủ, thực lực của vị Côn Bằng chi chủ kia cường đại không gì sánh được, hai đánh một vẫn khó có thể khống chế đối phương. Chương 2102, chỉ nghe Đế Tuấn nói rằng, Thiên Đế còn chưa ra tay mà các ngươi đã không ngăn được, một khi Thiên Đế ra tay thì các ngươi không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Gia nhập yêu tộc, tương lai còn có cơ hội thành tựu càng cao. Đế Tuấn tận tình muốn khuyên đối phương đầu hàng, tăng cường yêu tộc côn bằng cũng vô cùng cường đại há miệng to nuốt cả trời đất cắn nuốt sạch sẽ hỗn độn minh mông và năng lượng vô tận nó lộ vẻ rất tâm tức vốn đang đè đối phương đánh bây giờ lại bỗng nhiên đột phá khiến nó có hơi không đè ép được nữa nhìn lại trăm tộc bên này sự thật là trên trăm vị cường giả thiên cấm hầu như đều bị bên man hoang cản lại hơn nữa bên man hoang đều là sức mạnh một người đối kháng với mấy cường giả thiên cấm ngăn cản từng vị bách tộc chi chủ đại chiến không ngừng tiếp tục như vậy bên trăm tộc nhất định sẽ thất bại, hơn nữa, bên man hoang còn có sức mạnh vẫn chưa ra tay, thiên giới, vị thiên đế trí cao vô thượng thần bí kia vẫn chưa xuất hiện. Giết, côn bằng hai mắt đỏ ngầu, khí thế hung ác mút trời, há miệng nuốt số lượng lớn yêu tộc, khiến cho đế tuấn, đông hoàng trong lòng cực kỳ tức giận, đau lòng. Vừa há miệng ra, hơn trăm vạn yêu tộc bị nuốt sống, tổn thất này khiến cho hai vị yêu chủ giận sôi gan, dượt theo đuổi đánh như nổi điên, ném bí pháp, cấm thuật nhiều như không cần tiền vào côn bằng. Côn bằng, hỏi ngươi một lần cuối. Đế Tuấn giống giận, quát to, ngu xuẩn, ngươi nhìn xem những cường giả man hoang đi, địa giới có phong đô, minh trà, mạnh bà, còn có minh hà của tu la giới, và cứ nhìn xem 12 tổ vu, còn có cả ma chủ của ma giới nữa. Thêm cả tứ đại tiên thú cường đại nhất thiên giới, đại đế khắp hướng, hai vị trí tôn nhân tộc, một vị bất diệt cốt đột nhiên xuất hiện kia, còn có hình thiên đệ nhất chiến thần thiên giới. Ngươi tự nhìn xem đi, bọn họ có ai là không một người độc chiến với mấy cường giả. Đế Tuấn vẻ mặt tức giận gầm nhẹ, nói đến côn bằng trong lòng run rẩy, nhìn lướt qua chiến trường, quả nhiên đúng như lời Đế Tuấn nói. Bên man hoang, số lượng cường giả thiên cấm hơi ít, nhưng mỗi người bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ, gần như là một người một mình đấu với vài người, thậm chí là 10 người. Đặc biệt là bất diệt cốt vừa mới xuất hiện, một hơi chèn ép mười mấy bách tộc chi chủ, đánh đến khiến họ hoài nghi cuộc đời của mình, suýt chút nữa tự bế. Lại nhìn qua bên ma chủ đang đại chiến không ngừng với ma tổ la, sức chiến đấu hai bên kinh thiên, dùng hết sức lực, những người khác hoàn toàn không cách nào chen vào được. Còn có phong đô, minh trà, mạnh bà của địa giới, mỗi một người đều là cường giả lấy một địch ba trở lên, côn bằng nhìn đến lòng sợ hãi. Hơn nữa, sau khi vị hình thiên đệ nhất chiến thần thiên giới kia ngộ ra điều gì đó, sức chiến đấu càng trực tiếp tăng vọt, càng chiến càng mạnh, giết mười mấy cường giả thiên cấm gào khóc kêu la thảm thiết. Cảnh này khiến côn bằng lòng lạnh lẽo, liên minh trăm tộc hoạt nhìn cường đại, nhưng vừa khai chiến với man hoang liền nằm ở thế yếu. Với lại không nói tới thiên đế man hoang từ khi khai chiến cho đến bây giờ vẫn chưa lộ mặt, vị thiên đế nhân tộc này là nhân vật mạnh mẽ nhất của nguyên man hoang. Đối với thiên đế, sau khi đế tuấn dung nhập man hoang mới chân chính hiểu được sự mạnh mẽ và đáng sợ của hắn, hoàn toàn không thể giấy lên một chút ý niệm phản kháng. Vị thiên đế này là người mạnh nhất nguyên man hoang, không ai có thể vượt qua tồn tại vô thượng này. Bởi rằng, chúng sinh man hoang càng cường đại, man hoang càng hùng mạnh, thiên đế cũng sẽ mạnh mẽ hơn, nói chung, chúng sinh man hoang liên tục mạnh lên, thiên đế cũng liên tục mạnh dần. Đây chính là chỗ đáng sợ của thiên đế, bồn tọa thần phục thiên đế không phải càng tốt hơn sao. Côn bằng cười gần nói một câu, nó khinh thường đế tuấn và đông hoàng, suy nghĩ rằng, nếu muốn thần phục thì đương nhiên phải thần phục thiên đế mới đúng. Nhưng hai mắt đế tuấn sáng ngời, cười khẽ nói, sợ là phải khiến người thất vọng rồi, dưới chướng thiên đế có biết bao cường giả, làm gì đến phiên ngươi nổi bật chúng ta không cần ngươi thần phục, chỉ muốn hợp tác với ngươi, trong yêu tộc, địa vị ngang nhau, ta cho ngươi làm chức yêu sư. Đế Tuấn khuyên bảo từng chút một, sức mạnh hai bên dần dần yếu bớt, đại chiến thoạt nhìn kịch liệt, nhưng thật ra cũng không dùng bao nhiêu sức. Trăm tộc sắp thua rồi, côn bằng trong lòng ai thán một tiếng, liếc nhìn ở chỗ sâu trong man hoang, trong thiên giới cao cao tại thượng có một luồng hơi thở làm nó sợ hãi. chương 2103, có lẽ đó là thiên đế nhân tộc man hoang, được, bổn tọa dẫn dắt cấp dưới nhập vào yêu tộc côn bằng suy đi nghĩ lại cuối cùng làm ra lựa chọn trong lòng quyết định nhập vào yêu tộc thành chùm thứ ba của yêu tộc hoan nghênh yêu sư đế tuấn đông hoàng vui mừng quá đỗi thực lực yêu tộc lập tức tăng mạnh quay đầu giết côn bằng cũng rất dứt khoát trực tiếp truyền mệnh lệnh linh hồn cường giả vốn thuộc về côn bằng bộ tộc còn có nhiều sức mạnh do nó điều khiển sau khi nhận được mệnh lệnh thì ngẩn ra nhưng côn bằng là côn bằng tất nhiên không ai dám làm trái rất nhanh Côn bằng bộ tộc trực tiếp quay đầu lại, dẫn dắt lực lượng lúc đầu đánh man hoang chợt phòng trở lại, giết hướng trăm tộc. ầm, um, đợt làm phản này dẫn tới phòng tuyến trăm tộc trực tiếp tan vỡ, vô số người sợ đến ngây người. Côn bằng, người đang làm gì thế? Các phương chi chủ của liên minh trăm tộc vừa kinh vừa sợ, nhìn côn bằng đột nhiên làm phản, giết hướng đồng minh trăm tộc, lập tức bị đánh tỉnh mộng. Làm cái gì à, đương nhiên là giết các ngươi rồi. Côn bằng vẻ mặt nhe răng cười, cùng đế tuấn, đông hoàng giết tới, trong phút chốc, quân đoàn chủ lực trăm tộc tan vỡ một cách nhanh chóng. Yêu chủ đế Tuấn thật thú vị, ma chủ nhìn sang yêu tộc nơi đó, lộ ra nụ cười, rất thích thú thủ đoạn của đế Tuấn, không ngờ trực tiếp thuyết phục côn bằng trong trận làm phản. Chết tiệt, đối thủ ma tổ thì vô cùng kinh sợ, nhìn một thành viên côn bằng trong liên minh trăm tộc làm phản, điều này khiến cho nội bộ liên minh trăm tộc bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Tình hình chiến đấu ở hiện trường cực kỳ không ổn đối với trăm tộc, tình thế tràn ngập nguy cơ. Ma tổ, kết thúc nào? Ma chủ hét lớn một tiếng, lấy ra bất hủ ma bi giết tới, muốn cùng ma tổ la kết thúc cuộc chiến, trong hai người chỉ có một kẻ được phép sống. Sợ người chắc, la trong cơn giận dữ, dồn hết lực lượng toàn thân và tu vi vung thí thần thương trực tiếp tiến lên đón đánh. Một là ma tổ, một là ma chủ, hai bên triển khai quyết chiến cuối cùng, chỉ một bên có thể sống sót. Bất kể là ma chủ hay ma tổ la đều chỉ muốn chém giết đối phương, cắn nuốt căn nguyên của đối phương, biến hóa thành hỗn độn thủy ma chân chính. Leng keng, mũi nhọn của thí thần thương quét qua đâm xuyên hỗn độn nhưng bị một tấm ma bia chặn lại tản ra hơi thở bất hủ tựa như một tấm bất hủ phong bi sừng sững trong hỗn độn ma tổ la tay cầm thí thần thương sức chiến đấu ngút trời vô số oan hồn thần ma quấn quanh mũi thương đâm xuyên qua mọi thứ không gì không phá được bất hủ ma bi cũng bị đâm tạo thành từng vết xước keng 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 hai vị ma đang đọ sức ai cũng không chịu thua ai đều đang cạnh tranh cao thấp kẻ sống sót sẽ là chân ma duy nhất hỗn độn thủy ma giết ma chủ giống to bất hủ ma bi phát sáng rậm rạp ma vân lóe lên bay ra ma quang bất hủ lần lượt va chạm làm vỡ nát mảng lớn hư vô vạn ma hợp nhất đánh một hồi ma tổ đột nhiên giống to một tiếng một phương ma giới ở sau lưng mở rộng hàng ức vạn ma hồn gào khóc la hét lao tới hóa thành một dòng lũ lớn tràn vào trong cơ thể ma tổ chớp mắt hơi thở của ma tổ liên tục tăng lên bùng nổ con bài chưa lật cuối cùng thân thể ma khổng lồ liên tiếp to ra đứng ở trong hỗn độn mà uy minh mông cuồn cuộn đáng sợ kia chấn hỗn độn giới hải không ngừng sôi trào, nổ tung, cực kỳ dọa người. Nguyên thủy chân ma, vạn kiếp bất diệt, ma chủ thi triển một chiêu cường đại nhất, cả người nổi lên rậm rạp ma văn, ba nghìn ma văn hợp hai thành một, hóa thành một luồng nguyên thủy ma quang. Một luồng hơi thở cường đại bùng nổ, quét ngang tám phương, cùng ma tổ sản sinh va chạm mãnh liệt, khí thế hai bên, ma uy va chạm nhau, thế mà không phân thắng bại. Giết, hai người lần nữa lao vào đánh, hai vị thân thể ma khổng lồ đại chiến không ngừng trong hỗn độn mũi nhọn của thí thần thương sắc bén thanh âm của hàng ức vạn thần ma kêu rên gào thét chấn động lòng người nhưng thí thần thương cường đại này lại bị một tấm bất hủ ma bi chặn lại hai thân thể ma to lớn tay không vung một đấm một trưởng đánh vào người đối phương chém giết nhau mà không hề có chút phòng ngự ầm um, bùm 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 người tới ta đi từng cú đấm vào thịt đánh đến máu thịt văng tung tóe từng giọt ma huyết rơi xuống xèo xèo xuyên qua từng thế giới nhỏ thậm chí ma huyết ẩn chứa ma khí ô nhiễm vạn vật thế giới. A, à, ma tổ gào thét, vung lên hai quyền, đánh đến thân thể ma chủ không ngừng nổ tung, rơi xuống vô số ma huyết cường đại. Giang giác, chương 2104, giây sau, ma chủ vỗ một trường vào giữa đầu la, tựa như một thanh ma đao vô thượng chém nát sọ não, óc văng tung tóe. A, à, đau chết ta, ma tổ hét lớn một tiếng, thân thể ma khổng lồ lóe lên từng luồng ma văn, hóa thành một vòng sáng đánh tới ầm bùm ma quang nổ tung thân thể của ma chủ tan vỡ máu thịt be bét từng vòng làn sóng khí đáng sợ quét qua hỗn độn giới hải làm vỡ nát số lượng lớn thế giới thậm chí liên lụy phần lớn sinh linh trong trăm tộc nhưng hai vị ma lại đánh giết điên cuồng hoàn toàn không chút kiêng rè đánh đến hỗn độn nổ tung từng thế giới nhỏ trong giới hải bị hai người thô bạo đánh nát giết 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 ma tổ đã phát điên gọi thí thần thương về thi triển tấn công mãnh liệt nhất hướng phía ma chủ một thương đâm tới một mảnh thế giới ở phía trước răng rắc bị xuyên thủng. Sinh linh bên trong kêu rên, vạn vật bị hủy diệt, trung tâm nguyên thế giới đều bị một thương đâm xuyên qua, ánh thương cường đại thậm chí xé mở một vết rách thật dài trong hỗn độn. Mà thân thể ma của ma chủ bị đâm xuyên tạo thành một lỗ thủng, ma huyết phun tung tóe, vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Keng, chỉ thấy một tấm ma bia ập xuống chân áp, đập bể đầu ma tổ, thân thể ma loạn choạng lui lại, dẫm nát mảng lớn hỗn độn. Hai vị ma này đều bị thương nặng, đại chiến đến bây giờ xem như cả hai đều chịu thiệt chỉ là hai bên đều nghẹn một hơi đang chém giết lẫn nhau mà thôi nếu ai không nhịn nổi thì sẽ ngã xuống cho nên bất kể là ma tổ hay ma chủ nói chung đều nghẹn một hơi trong lúc đánh nhau giết dây sau hai vị ma lần nữa lao vào đánh nắm đấm ánh thương ma bia trưởng tay đánh đến máu thịt văng tung tóe thân thể rách nát quá mạnh mẽ trong giới hải vô số cường giả và bá chủ các phe quan tâm trận chiến này đều lộ vẻ mặt nghiêm túc Bị cuộc chiến của hai vị ma này chấn động mạnh. Ma tổ Cường Đại, nhưng ma chủ của ma giới man hoang cũng không kém, hai bên đặc biệt hung hãn, mỗi người đều thi triển ra con bài chưa lật cường đại nhất, giết đến hỗn độn vỡ tan, thế giới sụp đổ. Ầm, um, một phương trung thiên thế giới nổ tung, bên trong lao ra hai ma ảnh cường đại, dẫm nát hỗn độn, đạp lên sóng lớn giới hải lao vào đánh. Một trận chiến này đánh đến giới hải nổ tung, hỗn độn cuốn ngược. Nhưng theo thời gian trôi qua, ma tổ cảm giác không còn sức lực lực lượng của đối thủ dường như vô cùng vô tận vĩnh viễn không khô cạn ngược lại thì ma tổ đại chiến đến bây giờ đã dần dần cảm giác được sức chiến đấu của mình đang dần suy yếu tiêu hao quá lớn đang ngày càng xuống dốc nhưng cảm giác đối phương thế mà không hề có chút dấu hiệu khô cạn cứ như vô cùng vô tận giống như trong cơ thể có một động cơ vĩnh cửu đánh như thế nào cũng không bị kiệt sức ầm ầm trong ác chiến ma tổ bị quyền của đối phương đánh vào mặt nửa khuôn mặt bị lõm vào một con mắt bị đánh nát máu loãng phun trào thân thể rất nhanh bay ngược ra sau. Chuyện gì xảy ra, ma tổ trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn đối thủ của mình, không ngờ vị ma chủ kia không có chút dấu hiệu cạn kiệt sức lực. Hai người đại chiến, chính hắn cũng cảm giác tiêu hao rất lớn, vì sao cảm thấy đối phương không hề bị tiêu hao, thật là vô lý. Thực ra ma tổ hoàn toàn không biết rằng, đối phương có một luồng lực lượng bản nguyên cuồn cuộn không dứt trào vào bên trong cơ thể, căn nguyên bàng bạc được bản thể chuyển qua, dường như vô cùng vô tận đây mới là nguyên nhân thực sự giúp ma chủ đại chiến không kiệt sức, không tiêu hao, không phải không có tiêu hao, mà là trong cơ thể hắn có một luồng căn nguyên liên tục ùa vào, cứ như một kẻ ăn gian mở auto, khiến cho ma tổ theo một cách tự nhiên dần dần cảm thấy kiệt sức, vết thương càng ngày càng nhiều. Không được, tiếp tục như vậy thì không ổn. Ma tổ ý thức được chuyện khác lạ, nếu tiếp tục như vậy thì người thua chắc chắn sẽ là mình, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nghĩ vậy, ma tổ dâng lên một luồng ma khí ngút trời, hai tay đan vào nhau dậm dạp ma văn ở phía sau bắt đầu tạo ra một vị quái vật khổng lồ đó là một vị ma ảnh tỏa ra một luồng hơi thở trí cao duy nhất duy nhất chân ma khai liệt hỗn độn một tiếng gào thét vang lên thân thể ma tổ hóa thành vô tận tia sáng nhập vào trong ma ảnh hòa làm một thể giống như hóa thành một chân ma trí cao duy nhất hắn là duy nhất chân ma duy nhất chân ma ma chủ kinh ngạc nhìn ma tổ biến hóa bỗng nhiên cười gần nói tốt ăn ngươi xong bổn tọa sẽ trở thành chân ma vô thượng duy nhất trên cõi đời này. Thiên đế, cho ta mượn sức của ngươi. Trong vô hình, ma chủ mượn một luồng lực lượng, luồng lực lượng này đến từ chính thiên đế, trong nháy mắt từ trong cơ thể tuôn ra. Ẩm Ẩm, chương 2105, một luồng lực lượng vô thượng quét khắp người, hóa thành một phương lực lượng thiên đạo đen như mực dung nhập vào trong cơ thể, thân thể ma lập tức biến lớn, đạp nát hỗn độn, tản ra ma uy vô thượng. Tiên ma đồng thể, chân ma vô thượng, kèm theo một tiếng quát lớn, ma chủ hóa thành một chân ma chi khu giống như một vị thiên đạo màu đen lộ ra một luồng ma uy vô thượng hai người gần như hóa thành chân ma duy nhất thế gian giết chỉ thấy hai ma ảnh chân ma cùng giống to va vào nhau trong nháy mắt nổ tung vô tận tia sáng nổ mạnh giới hải vỡ nát hỗn độn cuốn ngược từng thế giới lập tức hóa thành cho tàn sức mạnh đáng sợ đó vô cùng vô tận tàn sát bốn phía bao phủ toàn bộ nơi đó hai bóng dáng ma ảnh biến mất chỉ có năng lượng kinh khủng diệt thế vẫn đang không ngừng nổ tung tàn phá. Là ai thắng, rất nhiều cường giả trong lòng sợ hãi, nhìn hai vị ma chiến đấu kịch liệt đến mức này, thật sự quá khó tin, không ngờ có thể bộc phát sức chiến đấu đáng sợ như vậy. Trong phút chốc, vô số ánh mắt nhìn qua, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai thắng, ai thua. Ngay cả thiên đế trong thiên giới cũng đưa mắt nhìn qua, nhìn trung tâm vụ nổ, trong hai luồng hơi thở có một hơi thở dần suy yếu. Ma tổ thất bại, thiên đế thì thào một câu, không vui không buồn, càng không tồn tại một chút tình cảm trong mắt hắn ma tổ là một thế hệ bá chủ đáng tiếc gặp phải tên ma chủ có thủ đoạn ăn gian này hoàn toàn không biết người ta chỉ là một vị phân thân vừa rồi ma chủ mượn một luồng lực lượng bản nguyên của hắn chuyển hóa thành lực lượng thiên đạo hắc ám do đó hóa thân thành duy nhất chân ma chỉ điểm này ma tổ đã thua kém người ta ai bảo hắn gặp phải một kẻ mở auto, tô nếu không như vậy hai người tất nhiên là lưỡng bại câu thương thậm chí đồng quy vô tận tiếc rằng một đời ma tổ cứ như vậy thua về mặt mở auto. tô a à, một tiếng gào thét truyền đến giữa trung tâm vụ nổ ma quang ma tổ toàn thân rách nát thân thể cơ hồ không có chỗ nào nguyên vẹn hai mắt của hắn bị nổ nát máu tuôn ra ngoài nhưng chẳng quan tâm thương thế khắp người ngược lại hai mắt trống rỗng nhìn phía trước tuy ma tổ mất đi hai mắt nhưng vẫn có thể thấy rõ ma chủ ở trước mặt cả người bá khí toàn thân tản ra ma uy vô thượng ngô không cam lòng ngươi thì ra là ma tổ chợt hiểu rõ muốn nói ra những lời này nhưng còn chưa dứt lời thì thân thể ma của hắn bùm bùm nổ nát hóa thành vô số mảnh vụn bay đi một ma nguyên cường đại bay ra đây là căn nguyên của ma tổ nuốt ma chủ hét lớn một tiếng mở miệng hút một cái căn nguyên cường đại của ma tổ lập tức bay vào trong miệng bị một hơi nuốt trọn ma tổ cứ như vậy ngã xuống trước khi chết ma tổ rốt cuộc hiểu được vì sao đối phương có thể vĩnh viễn không bị kiệt sức thì ra là ăn gian cũng hiểu thân phận thật sự của đối phương không ngờ kẻ này chỉ là một phân thân Ma tổ trong lòng dâng lên nỗi bi ai, chính mình thế mà thua một phân thân của người khác. Ma tổ trong lòng không thể chấp nhận, chính mình còn chưa hoàn thành bá nghiệp trong lòng, thế mà lại bỏ mạng dưới tay một phân thân ma chủ của người khác. Thật đáng buồn, cũng thật đáng tiếc. Một thế hệ ma tổ từ nay kết thúc, trên đời này không còn ma tổ la nữa, chỉ có một vị duy nhất chân ma sống sót. ầm, um, chỉ thấy một luồng hơi thở cường đại phun trào, vốn năng lượng diệt thế đang bùng nổ đột nhiên đông lại, vô tận ma khí khựng lại tiếp theo bị một luồng lực lượng vô hình dẫn dắt cuốn ngược về tiếng nổ âm ầm truyền đến ma khí tụ lại từ tám phương vô số mảnh máu thịt bị nổ nát của ma tổ lần lượt cuốn ngược lại trào vào trong cơ thể ma chủ hắn đang phát sinh biến hóa kinh người thân thể ma lần nữa biến đổi hơi thở liên tục tăng lên vượt qua trước đó thậm chí vượt qua ma tổ a à, ma chủ ngửa mặt lên trời gào thét nguyên hỗn độn giới hải đều dậy sóng vô tận gió lốc cuồn cuộn nổi lên hàng ức vạn hỗn độn khí cuốn sạch tất cả tụ lại trên thân thể của hắn. xương mù hỗn độn mơ hồ bao phủ thân thể ma, đứng trong hỗn độn, tỏa ra ma uy vô thượng, đây là duy nhất chân ma thật sự. Hỗn độn, duy nhất chân ma, giới hải, bá chủ khắp nơi cực kỳ kinh hãi, nhìn hai vị ma phân ra thắng bại, ma tổ ngã xuống, kẻ sống sót cắn nuốt đối phương, trở thành hỗn độn chân ma duy nhất. Ma, chương 2106, một tiếng giống to khiến vô số ma tộc lòng run rẩy, hoảng sợ nhìn lại, tràn ngập kinh sợ đối với vị chân ma vô thượng trước mắt, một luồng áp chế ở sâu trong huyết mạch, linh hồn, căn nguyên tuôn ra. Ma tổ ngã xuống, chân ma xuất thế, trên dưới ma tộc không ai không sợ hãi, rất nhiều cường giả ma tộc vô cùng hoảng sợ, hơi thở chân ma quét ngang hỗn độn, khiến các phe giới hải đều vì thế mà chấn động. Một vị chân ma cứ như thế sinh ra, ong, đột nhiên, một luồng chấn động cường đại truyền đến, bắn ra khắp giới hải. Ồ, ma chủ mở hai mắt, dường như cảm nhận được gì đó, bỗng nhiên xoay người nhìn về một chỗ ở giới hải cùng lúc đó thiên đế còn có bá chủ khắp nơi và cường giả trong giới hải cùng rung động cùng nhìn về hướng vừa truyền đến chấn động Giao dao một luồng sóng gợn cường đại cuốn sạch giới hải không gió dậy sóng cuồn cuộn nổi lên ức vạn tầng sóng lớn cuồn cuộn tản ra toàn bộ giới hải vì vậy sôi trào đó là trong giới hải bá chủ khắp nơi trong lòng rung động mạnh thì nhau chuyển mắt nhìn về nơi đó cường giả đến từ khắp giới hải đều không ngoại lệ bị một luồng chấn động cường đại này hấp dẫn, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Một vị chân ma vừa mới sinh ra đã đủ khiến người ta khiếp sợ, luồng hơi thở cường đại đột nhiên toát ra này không thua gì hơi thở của chân ma, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hơi thở này, mạnh quá, chư thiên điện, vạn giới minh, thần thánh thiên đường, kỳ nguyên thần đình, thâm nguyên cùng các thế lực khắp nơi lần lượt khiếp sợ, bị luồng hơi thở này khiến cho chấn động. Từng bóng dáng cường đại hiện lên, có ý chí đáng sợ nhìn qua, còn có từng tia mắt xé rách hỗn độn giới hải, khuấy động hư không. Hai bên man hoang, trăm tộc bỗng nhiên dừng đại chiến, tất cả cường giả đều không ngoại lệ ngưng chiến, ai nấy kinh hãi nhìn qua. Giao động thật mãnh liệt, hình thiên, lão trí tôn, bất hủ chiến tiên, bất diệt cốt, phong đô, minh trà, mạnh bà, minh hà, đế tuấn, đông hoàng, 12 tổ vu lần lượt dừng lại. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn một phương hướng của giới hải, nơi đó có một luồng uy áp bằng bạc, hơi thở minh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Luồng hơi thở kia vô cùng mãnh liệt, rực rỡ vạn trượng, mang đến một loại áp chế và khắc chế vô tận đối với vô số ma tộc, sinh linh, tà linh địa giới, giống như đụng phải khắc tinh. Hơi thở này khiến bổn tỏa thật chán ghét, có cường giả ma tộc vẻ mặt chán ghét, tràn ngập kiêng kỵ nhìn về phía đó, trong ma giới thuộc về ma tổ, mười mấy cường giả ma tộc thiên cấm lĩnh vực ai nấy đều cảnh giác, ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Toàn bộ ma tộc đột nhiên cảm giác toàn thân khó chịu, thậm chí một số ma tộc nhỏ yếu bỗng bốc khói, thân thể tự cháy, rất nhanh thì hóa thành cho bụi. Hơi thở và dao động cường đại đó, không ngờ khiến cho ma tộc và vô số sinh linh, tà linh và sinh vật địa giới này sinh cảm giác nguy cơ và khắc chế mãnh liệt. Rốt cuộc là lực lượng gì? Tất cả mọi người đã khiếp sợ, mang theo một loại suy nghĩ kinh hoàng, rất nghi hoặc, rốt cuộc là lực lượng gì? Lúc này, trong địa giới, nhóm cường giả phong đô, mạnh ba, mình trả vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy được một luồng uy hiếp nặng nề, rất khó chịu hơi thở này là hơi thở của đại đạo minh trà cảnh giác nói vẻ mặt khiếp sợ hơi thở này hiển nhiên là hơi thở của đại đạo có người khai sáng đại đạo phong đô vẻ mặt hơi biến sắc hoảng sợ nói tràn đầy khó tin không ngờ có người khai sáng đại đạo mấy người mạnh bà minh hà phong đô minh trà liếc nhau thấy được khiếp sợ trong mắt nhau hễ là sinh linh man hoang đều sẽ cảm thấy vô cùng rung động bởi vì bọn họ từng kiến thức qua khai sáng đại đạo nhân hoàng cổ trần đã từng mở ra đại đạo tiên lộ dẫn dắt nhân tộc và vô số sinh linh bước vào tiên đạo. Đây là một loại đại đạo, sáng lập đại đạo tiên lộ. Nhưng bây giờ, luồng hơi thở kia rõ ràng có ai đó khai sáng đại đạo, một loại đại đạo cường đại khác, hơi thở mạnh mẽ khác chế tà ma trong thiên hạ. Vị trí đó là Phạm Thiên Vũ Trụ, bên trong Thần Thánh Thiên Đường, Thượng Đế vẻ mặt nghiêm túc, kinh ngạc nghi ngờ nhìn qua, xác định nơi đó thuộc về Phạm Thiên Vũ Trụ. Phạm Thiên Vũ Trụ là một trong Cửu Thiên, Phạm Thiên, căn cơ trong giới hải Luồng hơi thở kia đến từ Phạm Thiên Vũ Trụ. Không ai nghĩ tới trong Phạm Thiên Vũ Trụ có kẻ cường đại khai sáng đại đạo chi lộ hoàn toàn mới, đại biểu cho lại có một loại đại đạo ra đời. Phạm Thiên Vũ Trụ có cường giả khai sáng đại đạo hoàn toàn mới. Kỳ Nguyên Chi Chủ, các cường giả chư thiên điện ai nấy kinh hãi vô cùng, nhìn nơi phát ra luồng hơi thở kia, thuộc về Phạm Thiên Đại Vũ Trụ. Chương 2107, nơi đó đang tràn ngập một luồng hơi thở minh mông, ánh sáng vàng hùng dũng cuồn cuộn, vô cùng vô tận giống như một mảnh đại dương màu vàng hội tụ lại, tràn ngập hơi thở đại đạo, phản âm vù vù. Thâm uyên, vô số ma vật thâm uyên đều cảm thấy từng đợt uy hiếp, rất khó chịu, vốn đã bị sức mạnh của thần thánh thiên đường khắc chế. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một loại lực lượng đại đạo khắc chế tà vật thiên hạ, khiến cho vô số ma vật thâm uyên liên tục hoảng sợ, hoảng loạn lo lắng. Phân thân thâm uyên nhíu chặt chân mày, nhìn Phạm Thiên vũ trụ ở giới hải, luồng hơi thở kia khiến cho hắn cảm thấy từng đợt uy hiếp. Phạm Thiên, Phân thân thầm huyền yên lặng suy tư, đây là hơi thở của Phạm Thiên sao? Nhưng từ trong đó cảm ứng được luồng hơi thở này không phải là hơi thở của Phạm Thiên, ngược lại có một luồng hơi thở khác đang dần dần thay thế hơi thở của Phạm Thiên. Ầm, um, giây sau, Phạm Thiên vũ trụ truyền đến một tiếng ầm vang, toàn bộ giới hải sôi trào không dứt, vô số sinh linh, cường giả các nơi tâm thần run lên, cảm thấy một luồng ý bi thương vô hình dày đặc, giống như có tồn tại vô thượng ngã xuống, khiến thiên cũng rơi lệ. Thiên khóc, Phạm Thiên bỏ mình Tất cả cường giả trong lòng giật mình, hoảng sợ suy đoán Phạm Thiên đã bỏ mình. Nguyên giới hải tràn ngập một luồng bi thương, cứ như thiên đang khóc, cửu thiên rung động, khiến cho vô số cường giả và sinh linh đều cảm giác được loại run sợ và bi ai này. Loại cảm giác này giống như khi U Thiên bị chém chết, Hạo Thiên bị Hình Thiên chém giết, đại biểu cho có thiên trong cửu thiên bị chém. Mà lần này không ngờ là Phạm Thiên ngã xuống, trong Phạm Thiên vũ trụ, một phần thuộc về Phạm Thiên đã bị cường giả chưa biết chém chết. Có cường giả có thể chém chết Phạm Thiên tin tức này chấn động toàn bộ giới hải các phương, vô số cường giả, bá chủ khắp nơi đều cảm thấy một loại rung động. Sau thiên đế, hình thiên lại có người chém chết một trong cửu thiên, giết một phần của phạm thiên, tương đương với thành công nghịch thiên. Mọi người suy đoán, vị cường giả này chắc chắn là nhân vật mạnh mẽ khai sáng đại đạo hoàn toàn mới, nếu không thì không thể nào có thể xuất hiện ở giây phút quan trọng này. Phạm thiên ngã xuống, trong giới hải, các bá chủ lớn đều trầm mặc từng người lòng thầm dùng mình, cảm thấy một loại uy hiếp cường đại, có cường giả chém chết Phạm Thiên. Chuyện này mà truyền ra thì ai tin, nhưng sự thực cố tình bày ra trước mắt, toàn bộ trong giới hải đều tràn ngập một luồng ý cực kỳ bi ai, thiên đang khóc hu hu, giới hải nổi lên ức vạn tầng gió lốc. Chấn động đến từ cửu thiên, có Phạm Thiên một trong cửu thiên ngã xuống, mang tới chấn động cực kỳ lớn, hầu như chấn kinh nguyên giới hải. Hơn nữa còn cả hơi thở khai sáng đại đạo này, không ai không sợ hãi. Rốt cuộc là người nào chém chết Phạm Thiên, khai sáng đại đạo. Tất cả mọi người tò mò, đều muốn biết rõ là ai chém chết Phạm Thiên đồng thời khai sáng đại đạo chi lộ hoàn toàn mới, tương đương với có thêm một đại đạo. Hừ, ma chủ hừ lạnh, uy áp cường đại cuồn cuộn cuốn tới, cứng rắn chống lại hơi thở đáng sợ này, đánh tan hơi thở của đối phương. Một luồng ma uy vô thượng, một luồng ánh sáng mênh mông, cả hai sinh ra đối kháng mãnh liệt, đại biểu cho một loại cạnh tranh đại đạo. Ngô, chấp trường ma đạo, là duy nhất chân ma vô thượng. Ma chủ giống to, âm thanh rung động tám phương giới hải, dẫn tới vô số ánh mắt của cường giả nhìn qua, khi nhìn vị chân ma đáng sợ này đều cảm thấy từng đợt uy hiếp. Có điều, trong phạm thiên vũ trụ tràn ngập một luồng ánh sáng màu vàng minh mông, càng ngày càng mãnh liệt, dưới áp chế của ma uy không ngừng bộc phát. Hơi thở đại đạo tràn ngập, ma đạo và hơi thở đại đạo vừa mới khai sáng va vào nhau, đụng vào nhau không ngờ khó phân mạnh yếu, đều không làm gì được đối phương. Cảnh này càng khiến cho người ta chấn động, phải biết rằng, ma chủ vừa mới cắn nuốt ma tổ, hợp hai thành một, hóa thành hỗn độn chân ma vô thượng duy nhất. Thế nhưng có một luồng lực lượng khác có thể đối kháng lại, đại biểu cho loại đại đạo hoàn toàn mới này cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí không chút thua kém tiên cùng ma gì đó. Thật khó tin, vu tộc, 12 tổ vu đều sợ ngây người, nhìn luồng hơi thở cường đại khiến người ta kính sợ kia, tuy vu tộc cường đại không sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn rất rung động. Bởi vì trong 12 tổ vu của vu tộc hoàn toàn không có ai khai sáng đại đạo, chỉ là sinh ra từ căn nguyên đại đạo ở trái tim hỗn độn đệ nhất nhân bàn. Điều này đại biểu vu tộc tuân theo lực lượng đại đạo của bàn, bây giờ đang cảm thụ một loại đại đạo khác sinh ra, đại biểu xuất hiện một đại đạo chi lộ hoàn toàn mới. Là ai đã khai sáng đại đạo? chương 2108, yêu tộc, đám yêu sôi trào, vô số yêu tộc trong lòng hoảng sợ, bản năng cảm thấy từng đợt uy hiếp, thậm chí có loại cảm giác hoang mang. Cứ như luồng hơi thở đại đạo này là khắc tinh của vô số yêu vật tà vật, tất nhiên đưa tới đế tuấn và đông hoàng, còn có côn bằng vừa mới vào yêu tộc trong lòng không vui. Ba người bọn họ cảm thấy một luồng uy hiếp mạnh mẽ, dường như dưới sức ép của luồng hơi thở đại đạo này, thực lực của yêu tộc suy yếu rất nhiều. Chết tiệt, rốt cuộc là lực lượng gì? Đế tuấn nén giận trong lòng, chính mình khai sáng yêu tộc, vốn có thể khai sáng đại đạo chân chính thuộc về yêu tộc, nhưng bởi vì bị đông hoàng đánh cắp phân nửa căn nguyên, dẫn đến hắn không tích lũy ra được. Bây giờ thì hay rồi, nhìn một loại đại đạo hoàn toàn mới bị cường giả chưa biết mở ra loại uy hiếp mạnh mẽ này không thể giả được thật sự cảm thụ được nguy cơ ba cường giả đế tuấn đông hoàng côn bằng sắc mặt khó coi nhìn phạm thiên vũ trụ ánh sáng vàng bao phủ khắp trời tràn ngập hơi thở đại đạo có từng đợt phản âm đại đạo truyền đến hút hồn người cảm giác giống như nếu nghe thấy thì sẽ bị mê hoặc chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra phản âm thật đáng sợ luồng lực lượng đó đang cắn nuốt căn nguyên của phạm thiên khai sáng đại đạo hoàn toàn mới. Bất diệt cốt sắc mặt nghiêm túc, dáng vẻ trầm trọng, hiển nhiên xem thấu điều gì đó, tất nhiên lộ vẻ rất kinh ngạc. Bất hủ chiến tiên, lão trí tôn nghiêm túc đứng trong hỗn độn, một bên cảnh giác đối thủ chạy trốn hoặc tập kích, một bên âm thầm chú ý phạm thiên vũ trụ. Toàn bộ giới hải, bá chủ đến từ các phương, vô số cường giả đang chú ý nơi đó, nhìn ánh sáng vàng vô tận rũ xuống, hơi thở đại đạo hội tụ, phản âm vù vù. Lúc này, bên trong thiên giới, từng dấu tích vụt qua trong mắt thiên đế nhìn phương hướng phạm thiên vũ trụ lộ ra suy tư phạm thiên ngã xuống là ai diễn sinh đại đạo thiên đế tự lầm bẩm ánh mắt xuyên qua hư không giới hải vô tận thấy được phạm thiên vũ trụ khi ánh mắt của hắn phủ xuống một luồng ánh sáng mãnh liệt bùng nổ âm giới hải sôi trào tràn ngập vô tận ánh sáng vàng hóa thành một ký hiệu thần bí chữ vạn cứng rắn lộ ra hơi thở vô thượng om chữ vạn vừa ra toàn bộ giới hải đều tĩnh lặng ánh sáng vàng vô tận lan tràn ra, có vô số ký hiệu màu vàng óng nhảy lên không ngừng. Ngay sau đó, một hư ảnh khổng lồ chậm rãi hiện lên, đứng trên phạm thiên vũ trụ, trí cao vô thượng, toàn thân màu vàng óng. Phật, thiên đế con người có rút, nhìn hư ảnh đại Phật kia, từng đợt Phật quang minh mông cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ phạm thiên vũ trụ, hàng ức vạn sinh linh vào giờ phút này không ngờ toát ra từng lớp Phật quang màu vàng. Đó là một vị đại Phật, phạm thiên vũ trụ, một vị đại Phật đứng ở nơi đó, tỏa ra vô lượng Phật quang, phản âm vù vù truyền ra, phóng khắp toàn bộ giới hải. Trong toàn bộ phạm thiên vũ trụ, vạn vật đều phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng, hàng ức vạn sinh linh cả người tỏa ra từng đợt Phật quang. A Di Đà Phật, một tiếng niệm Phật truyền đến, tràn đầy uy nghiêm, trí cao vô thượng, Phật âm vù vù, không ngờ biến toàn bộ sinh vật phạm thiên vũ trụ thành Phật Đà. Dậm dạp Phật ảnh lấp lóe, bay lượn, tựa như tây thiên thế giới cực lạc, hàng ức vạn Phật Đà lập tức bay lên, xoay quanh hai bên bốn phía đại Phật. Giờ phút này, thì ra phạm thiên vũ trụ lập tức thay đổi thành một phương cực lạc tịnh thổ, 10 vạn Phật đà sinh ra, từng vị đại Phật ở nơi đó. Có cỡ 8 vị cổ Phật bay xung quanh một vị đại Phật, 3.000 Bồ Tát, 10 vạn Phật đà, hàng ức vạn chúng Phật đều không ngoại lệ biến thành đầu chọc. Toàn bộ phạm thiên vũ trụ, hàng ức vạn sinh linh đều chọc đầu, nhưng lại trở nên mạnh mẽ, các phương giới hải vẻ mặt mờ mịt, trong lòng liên tục chấn động. Đây là biến phạm thiên vũ trụ thành cực lạc tịnh thổ. Mỗi đóa hoa là một thế giới, mỗi chiếc lá là một bồ đề chúng sinh khó khăn khi vào cực lạc tỉnh thổ sẽ được hưởng vĩnh sinh a di đà phật hàng ước vạn chúng phật cùng hô to phật hiệu trong phút chốc đầy trời phật quang minh mông cuồn cuộn bao phủ phạm thiên vũ trụ dần dần thu hẹp lại hóa thành một phương phật quốc rộng lớn minh mông bay vào bàn tay đại phật trường trung phật quốc lợi hại thật khủng khiếp giới hải bá chủ khắp nơi vô số cường giả đều trở nên chấn động thấy được đại phật một trường biến phạm thiên vũ trụ thành một phương cực lạc phật quốc bị dọa sợ đến ngây người. Vị đại Phật này thật đáng sợ. chương 2109, hắn hoàn toàn đóng gói mang đi toàn bộ căn cơ của Phạm Thiên ở dưới hải, biến nó thành cực lạc Phật quốc nằm trong lòng bàn tay mình. Tám vị cổ Phật ở bên trong, mỗi một vị đều có thực lực thiên cấm lĩnh vực cường đại, còn có 3.000 Bồ Tát, 800 La Hán, ước vạn vạn chúng Phật. Đại Phật hung tàn, đóng gói toàn bộ Phạm Thiên vũ trụ, vô số cường giả nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. A-di-đà Phật, thí chủ, người có duyên với Phật. Đại Phật chuyển tầm nhìn, theo dõi vị chân ma trong hỗn độn giới hải kia, đôi mắt tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, hàng ức vạn Phật quang minh mông cuồn cuộn khuếch tán. Câu này vừa nói ra, giới hải chìm vào tĩnh lặng. Ma chủ vẻ mặt câm nín, nhìn vị đại Phật kia, vừa mở miệng đã làm bao người ngoác mồm đến mang tai, người đặc biệt nhầm vào ta. Cái gì mà có duyên với Phật, Phật tổ, người hơi vượt mức, có câu gọi là Phật tức là ma, hay là người nhập ma đi. Ma chủ vẻ mặt cười gần đáp một câu, một câu nói khiến cho phật tổ toàn thân nhấp nháy phật quang 33 tầng phật quang ở phía sau hội tụ thành một phương công đức kim luân phát ra ánh sáng chói lòa hắn đã giết phạm thiên cướp đi một phần căn nguyên của phạm thiên khai sáng phật đạo chiếm được công đức minh mông hóa thành công đức kim luân vạn pháp bất xâm. ầm ừ, một ma một phật đang rằng co trong giới hải phật quang minh mông cuồn cuộn ma khí lăn lộn hai luồng hơi thở đụng mạnh vào nhau trường trung phật quốc phật tổ giơ tay lên vỗ một trường năm ngón che trời trên lòng bàn tay hội tụ một phương vũ trụ minh mông, đó là cực lạc Phật quốc. Phạm thiên vũ trụ vốn bị cô động thành một phương cực lạc tỉnh thổ, trưởng trung Phật quốc, ẩn chứa lực lượng vô thượng, có thể trấn áp vạn vật thế gian. Hừ, ma chủ vẻ mặt cười nhạt, giơ tay thò vào trong hỗn độn hư vô, chậm rãi rút ra một cây thương khủng bố, tản ra vô tận hơi thở sát phạt. Đó là thí thần thương, vốn là binh khí của ma tổ la, hiện tại trở thành binh khí của ma chủ. Keng, ma chủ đâm tới một thương, len keng một tiếng, Thí thần thương sắc bén vô song, đâm vào Phật trường, hai người bắn ra hơi thở khủng bố. Trên Phật trường, hàng ức vạn Phật đà lấp lẽ, phản âm vù vù tràn ngập, khiếp hồn người. Thí thần thương sắc bén vô song, hai người trực tiếp sinh ra va chạm mãnh liệt, từng tầng Phật quang nổ tung, trong nháy mắt bị đâm thành một lỗ thùng. Phật, để bổn tọa độ người thành ma, nếu không thì, để bổn tọa ăn ngươi, Phật ma một thể. Ma chủ vẻ mặt cuồng ngạo cười to, nói xong bước ra một bước, dẫm nát một phương hỗn độn, trong nháy mắt giết tới trước mặt Phật tổ. Ầm ầm ầm, một vị chân ma, một vị Phật tổ, hai cường giả tiến hành so đấu trong hỗn độn giới hải, sức mạnh va chạm của cả hai khiến giới hải rung chuyển. Cường giả các nơi đều trở nên chấn động, đại Phật vừa ra, sức chiến đấu kinh thiên, không ngờ khó phân mạnh yếu với vị ma chủ cắn nuốt ma tổ trở thành duy nhất chân ma. Hai người ai nấy dò xét lẫn nhau, nhưng rất nhanh đánh ra 10 phần lực lượng, thủ đoạn mỗi người ra vào, ma cùng Phật lần đầu tiên đọ sức chấn động khắp nơi ầm ầm lại va chạm lần nữa ma chủ phật tổ song song bay ngược đụng nát mảng lớn hỗn độn mới dừng lại hai người không đánh tiếp nữa mà sâu thẳm nhìn đối phương lộ ra một tia kiêng kỵ thực lực và thủ đoạn của cả hai đều vô cùng cường đại phật tổ không chấn áp được ma chủ đồng thời ma chủ sau khi trở thành chân ma vậy mà cũng không thể áp chế vị phật tổ khai sáng phật đạo này hai người đều là kẻ tám lạng người nửa cân ngang sức ngang tài a di đà phật thực lực của ma chủ thực sự khiến người bội phục phật tổ vẻ mặt từ bi phật quang màu vàng bao phủ toàn thân hơi thở càng cường đại hơn mấy phần vô số cường giả giới hải thi nhau ghé mắt qua sao đại phật này đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ hơn thế ma chủ vẻ mặt cuồng ngạo hừ lạnh nói bổn tọa mới vừa ăn một ma tổ no rồi nên không ăn được nữa ngày khác lại nếm thử mùi vị phật tổ nhà ngươi xem như thế nào giao giao nghe xong lời này cả người phật tổ phát ra ánh sáng trong mắt lóe ra vô lượng phật quang hơi thở vĩ ngạn công đức kim luân ở phía sau vù vù rung động. Nhìn đại Phật hung hãn bá khí, bá chủ các phương giới hải đều trở nên nghiêm túc, đột nhiên lòi ra một Phật tổ, giết Phạm Thiên, khai sáng Phật đạo, còn đóng gói mang đi toàn bộ căn cơ của Phạm Thiên. Phật tổ này có hơi mạnh quá mức, thậm chí không ai biết rõ lai lịch thật sự của hắn, ma chủ vừa rồi so đấu một phen với Phật tổ cũng khó nhận biết nội tình thật sự của đối phương. Thiên đường sẽ bị biến thành một phương cực lạc tịnh thổ, thượng đế, người có duyên với Phật. chương 2110 A à, Phật Tổ bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm một mảnh vũ trụ thần thánh trong giới hải, nơi đó tràn ngập thánh quang, hiển nhiên đó là thần thánh thiên đường. Mọi người vẻ mặt ngu ngơ, có một số người ngạc nhiên trợn to mắt nhìn Phật Tổ. Hắn mới vừa đại chiến một phen với ma chủ, đột nhiên quay đầu nhắm ngay thiên đường, hơn nữa không ngờ kêu thượng đế quy y Phật đạo, biến thần thành Phật. Điều này đã chọc tức thượng đế. Bùm, quả nhiên, ở sâu trong thiên đường truyền ra một tiếng nổ lớn, vô lượng thần thánh bùng nổ hào quang vạn trượng chiếu sáng hỗn độn giới hải, thắp sáng bóng tối. Một thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện lên, ngang hàng với đại Phật, vô lượng thánh quang vần quanh toàn thân, 18 cánh chim thần thánh ở sau lưng khẽ vỗ, rơi xuống vô tận thánh quang. Thần thánh tài quyết, thượng đế vừa ra liền trực tiếp dùng một chiêu thần thánh tài quyết đánh về phía Phật tổ. A Di Đà Phật, tài mọn. Phật tổ nâng hoa mỉm cười, giơ lên vỗ ra Phật trưởng, Phật quốc minh mông mở ra, hóa thành một Phật trưởng vô cùng tận trực tiếp ấn xuống tiếng nổ ầm vang truyền khắp giới hải vô lượng ánh sáng thần thánh bị phật quốc trực tiếp cắn nuốt đồng hóa phật quang minh mông hấp thu tia sáng thần thánh sau khi hai người va chạm một kích thì dừng tay ánh mắt nhìn về phía đối phương mang theo một chút kinh ngạc và cảnh giác hiển nhiên đụng phải đối thủ người không tệ phật tổ vẻ mặt cười mỉm khen ngợi một câu thượng đế sắc mặt đen lại thiếu chút nữa tiếp tục ra tay nhưng vẫn nhịn xuống không đấu cứng với vị phật tổ khai sáng phật đạo này hừ thượng đế hừ lạnh một tiếng thu lại thần thánh chi khu, yên lặng nhìn Phật tổ, muốn nhìn xem kế tiếp hắn muốn làm cái quỷ gì. Giao giao, giây sau, Phật tổ quay người lại, vô lượng Phật quang cuồn cuộn nổi lên, ánh mắt khóa chặt man hoang vũ trụ, đôi mắt sáng rực nhìn về phía thiên giới. Ông một tiếng, giới hải đột nhiên bị xé rách, có hai luồng ý chí đáng sợ đang giao phong, Phật quang minh mông, tiên quang dày đặc. Phật, Phật tổ giơ tay lên vỗ một trường, hóa thành một chữ vạn quét ngang hỗn đột, trực tiếp bay về phía thiên giới ở man hoang, phật quang ù ù minh mông cuồn cuộn đối mặt phật tổ đột nhiên ra tay với man hoang cường giả các nơi đến từ man hoang đều vì thế mà tức giận từng người định ra tay chặn lại nhưng nghĩ tới vị ở thiên giới kia thì dừng lại đúng là muốn chết ma chủ trên mặt lộ ra nụ cười gằn phật tổ này vừa xuất thế liền muốn tìm cường giả đọ sức để ghi danh tên tuổi trước đó tìm ma chủ như hắn đánh một trận lại va chạm một kích với thượng đế đều là muốn thông báo sự ra đời hắn với giới hải khắp nơi Hiện tại lại tới tìm vị thiên đế man hoang kia, nhưng Phật tổ tìm ai không tìm, cố tình lại đi tìm vị thiên đế đáng sợ nhất này, tìm tới tồn tại không thể đoán trước được mới là thảm nhất. Tiên, trên thiên giới, một bóng dáng vô thường hiện lên, hàng ức vạn tiên quang đan sen, hóa thành một tiên văn trực tiếp bay ra, xé rách hỗn độn đụng vào chữ vạn. Ken Ken, hai chữ viết đụng vào nhau, một tiên, một Phật lần đầu triển khai giao tranh, hai bên phát sinh từng đợt tiếng len ken, tựa như đại đạo nổ tung. Đây là tranh phong giữa đại đạo, tiên và Phật lần đầu giao phong. Bùm, cuối cùng chữ vạn nổ tung, bị tiên văn lập tức đánh nát bay tán loạn, tiên quang cường đại tràn ngập, bao phủ mảng lớn giới hải, dẫn đến vô số cường giả chấn động. Tiên, Phật tổ con người co rút, nhìn bóng dáng vô thượng trên thiên giới, lộ ra vẻ nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên hắn vấp phải chắc trở kể từ khi xuất thế, dù đại chiến một trận với vị nguyên thủy chân ma cường đại kia cũng vẫn dư sức. Thượng đế cũng như thế, nhưng riêng đối mặt với vị thiên đế này thì lại cảm thấy một loại uy hiếp mạnh mẽ, như núi cao không thể vượt qua. Trên thiên giới, thiên đế hai mắt lạnh nhạt, không chứa chút tình cảm nào, lạnh lùng nhìn chăm chú vị Phật tổ kia, tuy trong lòng có hơi ngoài ý muốn, nhưng vẫn không thèm để ý. Bản tôn có thể mở đại đạo tiên lộ, có một vị Phật khai sáng Phật đạo là chuyện rất bình thường, nhưng tiếc rằng tiên vẫn cường đại hơn. Hình Thiên, Bất Diệt Cốt, Ma Chủ, Phong Đô, Minh Trà. Đột nhiên, thiên đế điểm danh từng người thanh âm truyền ra, không chút che giấu. Có mặt hình thiên, bất diệt cốt, ma chủ, phong đô, minh trà bị chỉ đích danh cùng bay lên, cung kính hành lễ hướng vị tồn tại vô thượng trên thiên giới kia. Thiên đế kêu gọi, tất nhiên có việc lớn. Chương 2111, quả nhiên, chỉ nghe thiên đế lạnh lùng chỉ một cái, đi khống chế hắn, đưa Phật quốc nhập vào man hoang. "Âm, tuân lệnh." giọng nói vừa dứt, năm vị hình thiên, bất diệt cốt, ma chủ, phong đô minh trả mạnh nhất dưới chướng thiên đế man hoang bộc phát một luồng hơi thở cường đại năm cường giả trên mặt lộ ra nụ cười gần chuyển tầm nhìn theo dõi phật tổ giờ phút này phật tổ sửng sốt ngươi phật tổ có chút tức giận nhìn thiên đế người này không làm theo lẽ thường gì cả không ngờ phái thuộc hạ đến muốn chân áp hắn vèo vèo những người khác xứng sờ năm vị hình thiên bất diệt cốt ma chủ phong đô minh trả lại vô cùng bình tĩnh trực tiếp quát lớn trong nháy mắt bao vây phật tổ phật tổ tiêu đời người rồi. Ma chủ ha hả nhe răng cười, tay trái bất hủ ma bi, tay phải thí thần thương, mũi nhọn nhắm thẳng vào Phật tổ. Hình thiên nhếch mép cười gần nói, Phật tổ, vừa lúc, chém ngươi mang về, giết, năm cường giả trực tiếp ra tay, cấm thuật, bí pháp một hơi đánh về phía Phật tổ, mọi thứ dồn dập ập tới như không cần tiền. ầm ầm, đại chiến mở ra, năm cường giả vây công Phật tổ, biến cố đột nhiên xuất hiện, bá chủ giới hải khắp nơi và vô số cường giả sợ đến ngây người, cả đám trợn mắt há mồm. Phật tổ bị đập đến ngây người, ầm, đại chiến mở ra, nguyên giới hải sôi trào. Phật tổ bị đánh đến ngu người, năm cường giả lấy ra hết con bài chưa lật, một hơi đánh tới. Chiến thiên thức thứ 9, khai thiên, hình thiên giống to, vùng kiền thích chém ra một búa, hỗn độn dạn nứt, giới hải bị chém ra một mảnh hư vô, địa hỏa phong thủy khuấy động bốn phía. Một búa này thế nhưng có thêm một chút áo nghĩa khai thiên của bàn, uy lực vô hạn, chém vào trên kim thân của Phật tổ, phát sinh vụ nổ mãnh liệt. Chỉ nghe một tiếng ầm, kim thân của Phật tổ nổ tung, bị hình thiên dùng một búa chém ra một vết nứt, thân thể Phật khổng lồ bay ra ngoài. Ngay sau đó, một ánh kiếm khác chém tới, ánh kiếm mông lung ẩn chứa sức mạnh vô thượng, khiến Phật tổ biến đổi sắc mặt. Keng, kiếm quang chém xuống, kim thân Phật tổ lung lay, lại thêm một vết rách thật lớn, chữa trị cũng không kịp, khóe miệng chảy ra một chút Phật huyết màu vàng. Chết, ma chủ hét lớn một tiếng, tay cầm thí thần thương một thương đâm xuyên qua, tay trái bất hủ ma bi xẹt qua chân áp, hai bảo vật cùng đánh vào người phật tổ buông một tiếng kim thân phật tổ bị thí thần thương đâm xuyên qua phật huyết phun tung tóe đầu bị bất hủ ma bi đập ong ong chấn động suýt chút nữa nở hoa u minh thiên đao chảm hồn phong đồ chém ra một chiêu hóa thành một đao nhọn khủng bố đen như mực bay thẳng đến thần hồn của phật tổ trong nháy mắt tạo thành thương tổn nghiêm trọng phụt phật tổ phun ra một ngụm máu bị trọng thương thần hồn bị hao tổn kim thân bị thương kim thân phật tổ vốn cường đại vô địch lập tức tan vỡ tam thế pháp hoàng tuyền bỉ ngạn minh trà ra tay cuối cùng thân thể nhoáng lên phân ra hai bóng người một vị đạp hoàng tuyền lướt đi một vị đạp bỉ ngạn hoa đẻ ép giết tới tam thế tri thân đè ép tất cả ầm um, một tiếng nổ vang thật lớn năm cường giả liên thủ khiến cho phật tổ liên tiếp bị thương phun máu ba lần thân thể không ngừng tháo chạy ra ngoài nhưng bị đánh phải liên tiếp chống cự phật tổ vô cùng buồn bực chính mình chỉ muốn tìm vài cường giả giới hải chứng minh mình một chút giờ thì tốt rồi, chọc phải thiên đế. Thiên đế này căn bản không làm theo lẽ thường, trực tiếp phái ra năm thuộc hạ mạnh nhất, vây đánh hắn tại chỗ, đánh đến Phật tổ liên tục kêu khổ, suýt chút nữa ngu người. Đã hứa đấu một mình đâu, kết quả bị vây đánh, cũng may Phật tổ cường đại, mở Phật đạo có công đức kim luân hộ thể, nên cơ thể mới không bị đánh nát đầu tiên, nếu là cường giả bình thường thì sớm đã bị đánh nát. Mặc dù như thế, Phật tổ vẫn bị đánh đến chật vật không chịu nổi, Phật huyết phun tán loạn, kim thân vỡ nát. Thất bảo diệu thụ, bát bảo công đức, khen khen, từng luồng Phật quang nổ tung, hóa thành một gốc thần thụ, tỏa ra Phật quang rực rỡ, chặn lại năm cường giả bá khí vây giết. Còn có một tòa bát bảo công đức chỉ lơ lửng dưới chân, bên trong tràn đầy ánh sáng vàng công đức, từng đóa hoa sen vàng nở rộ. Trong đó có một gốc đài sen vàng to lớn biến thành 12 bậc, nâng Phật tổ lên, bộc phát ra từng đợt ánh sáng vàng bảo vệ thân thể của hắn. Ầm, um, sức mạnh của năm cường giả đánh tới đều bị sen vàng 12 bậc chặn lại lực phòng ngự cường đại khiến người ta khiếp sợ, dẫn đến vô số cường giả chú ý. Đây là con bài chưa lật của ngươi à, chương 2112, hình thiên vung kiền thích, một thuẫn một búa đập tới. Bùm, ầm ầm ầm, năm vị cường giả man hoang hình thiên, bất diệt cốt, ma chủ, phong đô, minh trà triển khai công kích mãnh liệt, từng chiêu từng thức không giữ lại chút gì. Cho dù Phật tổ lấy ra hết con bài chưa lật cũng vẫn bị đánh đến ánh sáng vàng lúc chấp lúc tắt, liên tục hộc máu, thật sự sắp không chống đỡ nổi nữa. Phật tổ, chỉ thấy phía sau Phật tổ hiện lên một phương cực lạc tịnh thổ, bên trong vọt ra từng luồng Phật quang cường đại, tám cổ Phật giết ra. Những cổ Phật này, mỗi một vị đều có thực lực thiên cấm đệ nhất trọng thiên cường đại, tám vị cổ Phật vây quanh Phật tổ, cùng nhau hợp lực đối kháng năm cường giả. Có tám vị cổ Phật trợ giúp, Phật tổ cuối cùng cũng có thể thở gấp một hơi, toàn thân tỏa ánh sáng vạn trượng, rất nhanh chữa trị kim thân. A-di-đà Phật, thiên đế cần gì phải như thế phật tổ vẻ mặt khổ sửa niệm một câu phật hiệu toàn bộ thân hình hóa thành vô tận phật quang hai mắt hắn nhìn thẳng vị thiên đế vô thượng trên thiên giới kia trong lòng có chút buồn bực còn chưa ra tay với thiên đế thì đã bị vây công rồi lúc này các cường giả bên trăm tộc ai nấy hai mặt nhìn nhau có một số cường giả lặng lẽ rút lui muốn rời khỏi chiến trường chạy khỏi nơi này bởi vì ma tổ đã chết còn có một số bách tộc chi chủ bị giết bị thương nặng tình hình hiện trường cực kỳ nặng nề, rất bất lợi đối với trăm tộc. Trăm tộc coi như đã thất bại, nếu còn không đi thì có thể sẽ không đi được nữa. Thừa dịp bọn họ đánh với Phật tổ, chúng ta nhanh chóng rút lui. Trong trăm tộc, có một số cường giả thi nhau gật đầu, âm thầm đạt thành hiệp nghị, lặng lẽ chuồn đi, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Ủa, hình thiên, bất diệt cốt, phong đô, ma chủ, mình chả phát hiện một số cường giả trăm tộc muốn chạy trốn, không kiềm được nhíu chặt chân mày. Ông, Đám người chưa kịp phản ứng, trong thiên giới truyền ra một tiếng vù vù, chỉ thấy vô lượng tiên quang đan sen hóa thành một bàn tay khổng lồ che trời quét tới. Bàn tay kia tản ra thiên uy vô thượng, ẩn chứa lực lượng thiên đạo, khiến cho Phật tổ kinh hãi run rẩy, so với trưởng trung Phật quốc của hắn thì mạnh hơn rất nhiều. Thiên đế đã ra tay, ầm bùm, bàn tay của thiên đạo quét qua hỗn độn, năm ngón mở ra, bao lấy từng bách tộc chi chủ chạy trốn vào trong lòng bàn tay. Phá, chết tiệt, nhìn bàn tay của thiên đạo quét tới, những bách tộc chi chủ này vừa kinh vừa sợ, thì nhau bộc phát tuyệt chiêu của mình đánh ra. Đáng tiếc, những lực lượng này không đáng là gì trước lực lượng thiên đạo, chớp mắt đã bị xóa sạch, năm ngón tay vỗ xuống, mười mấy bách tộc chi chủ chạy trốn, bao gồm mảng lớn hỗn độn bị chộp trở về. Không, chấm than chấm than, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trên bàn tay của thiên đạo bắt giữ mười mấy bách tộc chi chủ, mỗi người dãy ruộng giống giật, muốn vùng thoát ra ngoài. Chỉ tiếc rất nhanh bị bắt vào thiên giới, sau khi bị thiên đế giam giữ thì bị ném vào trong thiên lao, từng tầng xiềng xích pháp tắc trật tự quấn quanh, chấn áp bọn họ trong thiên lao. Cảnh này khiến cho giới hải các phương sợ hãi không thôi, thiên đế vừa ra tay liền chấn động khắp nơi. Mạnh quá, ít nhất là trên thiên cấm đệ bát trọng. Cường giả các phe như kỷ nguyên chi chủ, thượng đế, chư thiên điện sợ hãi vô cùng, nhìn bóng dáng vĩ ngạn của vị trên thiên giới man hoang kia, mạnh đến mức không còn gì để nói. Thực lực của thiên đế sâu không lường được, không ai biết rõ cấp bậc tu vi cụ thể của hắn, chỉ có thể suy đoán ít nhất nằm trong khoảng thiên cấm lĩnh vực đệ bát trọng thiên. Nhóm cường giả này đã vượt xa hạ tam thiên trong cửu thiên, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trung tam thiên rất nhiều, đã sắp đuổi kịp thượng tam thiên. Phật tổ cũng không nhịn được hoảng sợ, nhìn người mấy bách tộc chi chủ bị bắt đi, trong đó vậy mà có hai cấp bậc thiên cấm đệ nhị trọng thiên. Nhưng cường giả như vậy vẫn bị thiên đế một bàn tay chân áp, có thể tưởng tượng được sự cường đại của hắn. Bách tộc chi chủ còn sót lại thì ai nấy khiếp sợ, hoảng hốt, mười mấy ma tộc thiên cấm lĩnh vực cường đại trong ma tộc đều luống cuống. Ma tộc còn không mau thần phục, ma chủ thấy thế thì giận dữ, giống to một tiếng, toàn thân tản ra hơi thở chân ma vô thượng, vô số ma tộc run rẩy cơ thể, theo bản năng muốn quỳ xuống. Mười mấy cường giả ma tộc đó liếc nhau, thấy được rứt khoát trong mắt đối phương, có một phần không muốn thần phục mà muốn chạy trốn. Nhưng bọn họ rất kính sợ và sợ hãi đối với thiên đế, không dám chạy trốn trong lòng vô cùng dối rắm Hai con đường, nhập vào man hoang, hoặc là bỏ mạng. Thiên giới truyền ra một thanh âm hờ hứng, tràn đầy uy nghiêm, mang theo một loại thiên đạo trị uy trí cao vô thượng chấn động tâm hồn. chương 2113, ở đây, bất kể là cường giả trăm tộc hay là Phật tổ đều cảm thấy từng đợt áp lực, thiên đế đã đưa ra thông báo cuối cùng. Hoặc là thần phục nhập vào man hoang, hoặc là bỏ mạng trực tiếp bị tiêu diệt. Vèo, thiên đế nói xong đảo mắt qua, rơi vào trên người Phật tổ, một luồng uy áp cường đại bao phủ xuống, khiến cho tám vị cổ Phật cảm thấy từng đợt tim đập nhanh và nặng nề. Phật Tổ thay đổi sắc mặt, trong lòng vô cùng không cam lòng, mới vừa rồi vất vả lắm mới giết được Phạm Thiên, cướp đoạt căn nguyên Phạm Thiên khai sáng Phật đạo. Đây là vị Phật Tổ đầu tiên thật sự khai sáng Phật đạo vô thượng, tương lai sau này Phật đạo lớn mạnh, chưa chắc không thể thành tựu như Thiên Đế, thậm chí như cửu thiên. Giết, Thiên Đế lạnh lùng phất tay, trong thiên giới bỗng xuất hiện một đội quân như dòng nước lũ cực kỳ khủng bố quân đoàn chỉnh tề mạnh nhất thiên giới, thiên đế bất tử cấm vệ. Ken Ken, thiên đế bất tử cấm vệ vừa ra, tỏa ra vô lượng tiên quang, mỗi một vị đều tỏa ra tia sáng tiên khí, hơi thở mạnh mẽ có thể so với thần ma hay nhân tiên, hoặc ma thần, Phật đà. Ước chừng có một nghìn vạn tiên binh giết ra, lập tức nghiền nát phòng tuyến cuối cùng của trăm tộc, trực tiếp phá vỡ một góc giết đến máu chảy thành sông, không thể địch nổi. Một nghìn vạn tiên binh, Phật tổ con người co rút, nhìn thiên đế phái ra một nghìn vạn tiên binh, trong lòng cực kỳ giật mình. Luồng lực lượng này thật đáng sợ, phải biết rằng, trong tay Phật tổ mới có 10 vạn Phật đà, người ta 1.000 vạn tiên binh, hơn nữa còn là tiên binh đánh không chết. Thực ra, trong thiên giới vẫn còn một đội quân đoàn cường đại hơn chưa xuất hiện, đó là 100 vạn bất tử cấm vệ đầu tiên được chọn ra. 100 vạn bất tử cấm vệ này mới là át chủ bài cường đại nhất trong tay thiên đế, đang được căn nguyên thiên đạo uấn nhướng, không ngừng lột xác. Bây giờ đã lột xác tới cấp bậc gì thì vẫn chưa ai biết được giết, giết, giết. Bên Man Hoàng phát động đợt tấn công cuối cùng, triển khai cuộc giết chóc đẫm máu tàn khốc đối với Liên Minh Trăm Tộc, không ngừng nghiền ép, đánh nát từng thế giới. Giờ phút này, Trăm Tộc hoàn toàn rối loạn, Liên Minh đại loạn, cường giả đỉnh cao nội bộ hoảng loạn, nhóm thần ma Trăm Tộc bị bất tử tiên binh liên tiếp giết tan tác. Trong giới hải, bá chủ các phương, những cường giả khác đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi, Trăm Tộc thảm bại đã trở thành điều chắc chắn không ai nghĩ tới man hoang sẽ bộc phát ra thực lực đáng sợ như vậy từng chút đánh tan đánh bại liên minh trăm tộc là đổ sát nghiêng về một bên còn về cường giả đỉnh cao trong trăm tộc ma tộc dẫn đầu đầu hàng rất nhiều cường giả ma tộc toàn bộ đầu hàng thần phục ma chủ theo ma tộc tuyên bố đầu hàng bên trong liên minh trăm tộc trong thế lực trăm tộc khác có rất nhiều lực lượng bắt đầu đầu hàng nhìn trăm tộc thất bại lớn phật tổ lòng run rẩy bị năm cường giả bao vây lòng muốn rời đi nhưng cảm giác có một luồng ý chí cường đại khóa chặt hắn thiên đế phật tổ ánh mắt nặng nề nhìn lại ý chí thiên đế khóa chặt hắn tương đương với bây giờ muốn rời đi cũng đã không còn kịp nữa hắn có chút hối hận vì sao lại chạy đến đây thăm dò cường giả các phương làm gì lần này thì hay rồi tự mình lọt hố phật giới nhập vào man hoang phật tổ suy tính nhiều lần cuối cùng cảm thấy tạm thời không đánh lại lựa chọn chịu thua nhập vào trong man hoang trở thành một giới ong Vừa dứt lời, Phật tổ mở lòng bàn tay ra, thả ra một phương phạm thiên vũ trụ đã chuyển hóa thành Tây Thiên Cực Lạc Tịnh Thổ, dung nhập vào man hoang. Một tiếng nổ ầm vang, một phương vũ trụ minh mông dung nhập, lập tức mang đến chỗ tốt vô tận cho man hoang đại vũ trụ, các giới đều đang sinh trưởng tốt. Căn nguyên một phương vũ trụ rót vào, khiến cho chúng sinh man hoang sôi trào, chỉ cảm thấy thiên đạo đang tăng mạnh, một luồng lực lượng trả về ập tới, hơi thở của chúng sinh man hoang liên tục tăng lên. Giới thứ 9, Phật giới chỉ nghe một tiếng quát lạnh, toàn bộ man hoang đại vũ trụ chấn động, vô tận Phật quang minh mông cuồn cuộn, một phương Phật giới minh mông nhập vào man hoang, biến thành giới thứ 9. Vốn muốn diễn hóa giới thứ 9, nhưng Phật giới xuất hiện, trực tiếp bổ sung chỗ trống này, lập tức khiến cho cửu giới man hoang hoàn chỉnh. Ông, cửu giới thành hình, mang đến lột xác to lớn cho man hoang, thiên đạo thăng cấp, hỗn độn diễn hóa, một thế giới hoàn toàn mới bắt đầu dựng dục ra, đó là giới thứ 10 của man hoang, hỗn độn. Cửu giới thành hình, 99 về 1, giới thứ 10, hỗn độn. chương 2114, thiên đế hai mắt sáng rực, hơi thở toàn thân liên tục tăng lên, theo man hoang nuốt trọn một phương đại vũ trụ, thu được vô lượng căn nguyên tăng cường, lột xác, rốt cuộc thăng cấp hoàn chỉnh. Giờ phút này, thiên đế trở nên cường đại hơn, càng sâu không lường được, khiến cho Phật tổ, phong đô và vô số cường giả tâm thần giật mình, lộ ra biểu cảm kinh hãi. Ông, man hoang sôi trào, không ngừng mở rộng, trời sao mênh mông, vô số tinh vân tinh hệ diễn sinh ra. Thiên giới, địa giới, nhân giới, ma giới, yêu giới, phu giới, tu la giới, linh giới, còn có Phật giới vừa mới dung nhập man hoang. ầm ầm Phật giới rung lắc, hàng ước vạn chúng Phật hoảng sợ không thôi, nhìn Phật giới vốn minh mông lập tức rút nhỏ lại, đại thiên vũ trụ vốn đỉnh cấp lập tức xuống cấp. Phật giới chuyển hóa từ phạm thiên vũ trụ bị man hoang cắn nuốt căn nguyên, sau khi hấp thu trung tâm căn nguyên vũ trụ thì nhanh chóng rơi xuống mà tổng thể man hoang đang cấp tốc biến lớn, tiến hóa, không ngừng mở rộng, cửu giới thành hình. Lấy nhân giới làm trung tâm, cửu giới thành hình, diễn hóa ra thế giới man hoang hoàn chỉnh. Thiên đế, kiềm chế một chút đi, Phật tổ vẻ mặt tiếc đứt ruột, nhìn Phật giới không ngừng rút lại, trong lòng đau như cắt, đây là lấy ra căn nguyên vốn thuộc về phạm thiên vũ trụ. Chỉ thấy vũ trụ co lại xuống cấp, Phật giới cùng các thế giới của thiên giới bắt đầu ngang hàng, Phật tổ nhìn mà trong lòng buồn bực muốn điên lên. Cử giới man hoang đã thành hình. Nhóm cường giả phong đô, ma chủ, minh trà, 12 tổ vu, đế tuấn, đông hoàng đều không ngoại lệ cảm thấy một luồng lực lượng trả về cường đại do thăng cấp mang tới. Bọn họ vẻ mặt kích động, hưng phấn, thân làm trùm của các giới, tất nhiên có thể nhận được trả về rất kinh người, nguyên man hoang lột xác thăng cấp mang tới biến đổi rất lớn. Thiên giới mênh mông vô bờ, thống ngự toàn bộ man hoang đại vũ trụ, lấy cửu giới làm trung tâm, phía dưới hội tụ rậm dạp vô số đại thế giới nhỏ, Đàn sao dày đặc, cứ như một mảnh đại vũ trụ minh mông vô ngần. Mà trên cửu giới man hoang đang tạo ra một phương hỗn độn minh mông, cũng là giới thứ 10 của man hoang, hỗn độn. Hỗn độn vừa ra, đại biểu cho man hoang đã đến cực hạn, sau này có một ngày giới thứ 10 dựng dục hoàn chỉnh, chắc chắn tái hiện đại hỗn độn, thành đại hỗn độn vũ trụ thật sự. Từ nay về sau, chư giới man hoang gọi chung là Hồng Hoang đại vũ trụ. Một thanh âm đầy uy nghiêm từ sâu trong thiên giới vọng ra, phóng khắp toàn bộ đại vũ trụ, vô số sinh linh Cường giả đều nghe thấy. Thậm chí ngay cả bá chủ các phương giới hải, cường giả đều nghe rõ mồn một, một, Thiên đế vừa mở miệng, nói là làm ngay, Thiên đạo trực tiếp hiện ra. Man hoang tiến hóa thành Hồng Hoang Đại Vũ trụ, Hồng Hoang, mọi người bỗng nhiên giật mình, bản năng cảm thấy từng đợt uy áp mạnh mẽ, Thiên đạo hiện lên, mang đến cho chúng sinh cảm giác vô tận áp lực. Hồng Hoang hiện thế, khắp trốn vui mừng, lại nói xong một câu, Thiên đế nói liền làm ngay, Thiên đạo giáng xuống vô tận tia sáng. Chúng sinh lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh vô thượng của thiên đạo đến từ hồng hoang Vô số sinh linh hồng hoang cảm thấy từng đợt vui sướng, tu vi, thân thể, linh hồn đang thu được một loại lột xác và thăng cấp kỳ diệu Căn nguyên thiên đạo thật mạnh, thiên đế Phật tổ sợ ngây người, cảm giác tràn ngập một loại kính sợ đối với sự mạnh mẽ của vị thiên đế kia Đây chính là hồng hoang thiên đạo, trí cao vô thượng, chúa tể duy nhất thống ngự chư thiên vạn giới, cử giới cùng tôn vinh Thiên ân minh mông cuồn cuộn vô tận công nước rực rỡ chiếu xuống, vô số hoa cỏ cây cối đều có linh tính, chúng sinh tám phương từng người đột phá, ai nấy hưng phấn gieo mừng. Cảm tạ thiên đế ban ân, bên trong toàn bộ hồng hoang đại vũ trụ, sinh linh cửu giới, ước vạn vạn sinh vật bên trong chư thiên thế giới toàn bộ tôn kính dập đầu bái lạy, thừa nhận và cảm kích thiên đế. Thiên đế chính là thiên đạo, nói là làm ngay, ban phúc cho chúng sinh, khiến cho ai cũng không nói được gì, càng không có người nào dám phản đối hắn, chỉ có tràn ngập kính sợ. Bởi vì trong hồng hoang, thiên đế là vô địch, toàn bộ hồng hoang đại vũ trụ thăng cấp đến một bước này, đã mơ hồ sắp thoát khỏi giới hải, sánh vai với thượng giới. Hay cho thiên đế, giới hải sôi trào, vô số thế giới thi nhau tràn ra, lực hút mạnh mẽ này lập tức tăng lên vô số lần sau khi man hoang thăng cấp thành hồng hoang đại vũ trụ. Hầu như thu nạp toàn bộ mấy chục vạn đại thế giới nhỏ dung nhập vào trong hồng hoang, đưa tới giới hải lập tức chống một khoảng lớn, biến thành khu vực hư vô. Chương 2115, Bá chủ khắp nơi và rất nhiều cường giả không khỏi kinh hãi, bị thủ đoạn của Thiên Đế làm cho kinh sợ, người này đã sớm lên kế hoạch bước này. Bây giờ cửu giới hoàn chỉnh, Màn Hoang ngay lập tức thăng cấp thành Hồng Hoang Đại Vũ Trụ, đang diễn hóa ra giới thứ 10, Đại Hỗn Độn. Một khi Đại Hỗn Độn thành hình, tương lai, Hồng Hoang sẽ trở thành tồn tại duy nhất trong giới hải, không có bất kỳ thế giới, bất kỳ thế lực nào trôi nổi ở bên ngoài. Có điều, trong giới hải còn có các thế lực bá chủ, Chư Thiên Điện, Kỳ Nguyên Thần Đình, thần thánh thiên đường vạn giới minh thâm nguyên còn có những thế giới khác của cửu thiên ngoại trừ ba đại vũ trụ u thiên hạo thiên phàm thiên đã bị tiêu diệt còn có sáu đại vũ trụ khác tất cả mọi người cảm giác rằng nếu để hồng hoang chiếm đoạt căn cơ vũ trụ của cửu thiên ở giới hải tất nhiên sẽ trở thành bá chủ vô thượng chân chính phiền phức đây cường giả thượng đế kỳ nguyên chi chủ vạn giới minh còn có cường giả các phương của chư thiên điện cảm thấy từng đợt bất an sự kiêng kỵ đối với hồng hoang ngày càng sâu sắc cảm thấy tràn ngập lo lắng đối với sự mạnh mẽ đến đáng sợ của Thiên Đế. Hồng Hoang, Thâm Uyên, còn có bá chủ khắp nơi, kế tiếp sẽ là điểm mấu chốt nhất của cuộc hỗn chiến chư thiên giới hải, cũng là thời khắc sau cùng. Thượng Đế tự lẩm bẩm, lộ ra biểu cảm nghiêm túc. Hắn cảm thấy có chút lo lắng, Hồng Hoang mang đến uy hiếp quá lớn, cộng thêm Thiên Đường đang ứng phó với sự ăn mòn từ Thâm Uyên, căn bản không có thời gian đi đối phó với Hồng Hoang đại vũ trụ. Hành động này của vị Thiên Đế kia chấn động toàn bộ giới hải diệt tàn dư trăm tộc, chiếm đoạt liên minh trăm tộc. Rất nhanh, trên thiên giới chuyển xuống âm thanh uy nghiêm của thiên đế, lập tức đốt cháy toàn bộ giới hải, trăm tộc sợ hãi tột cùng. Không được, thiên đế, người không thể như thế. Có cường giả của liên minh trăm tộc kinh sợ hét to, hoảng loạn gào thét. Liên minh trăm tộc không cam lòng, thiên đế ra lệnh muốn giết trăm tộc đến tàn phế điêu linh, còn chiếm đoạt các đại thế giới của liên minh trăm tộc. Âm, giết, liều mạng với bọn chúng, giết vào thiên giới, lật đổ thiên đình trong liên minh trăm tộc chủ của các tộc còn sống giống to bộc phát ra ánh sáng cuối cùng cùng nhau hợp lực muốn giết vào man hoang lật đổ thiên đình thiên đế không cho đường sống vậy cũng chỉ có thể liều mạng đối với trăm tộc thiên đế hoàn toàn không có ý định thu nạp toàn bộ bọn họ đó là một luồng uy hiếp không giết tới trăm tộc giới hải tàn phế điêu linh thì không có khả năng khống chế bọn họ cho nên trăm tộc thê thảm a à, bổn tọa không cam lòng có chủ của các tộc liên minh giống giận phát ra tiếng gào thét không cam lòng thân thể bị một luồng Phật quang cứng rắn đánh nát thành vô số hạt bụi. Phật tổ cường đại kia chút hết lửa giận trong lòng lên trăm tộc, Phật gia đang bực, đương nhiên muốn tìm người chút giận. A Di Đà Phật, Phật tổ vẻ mặt từ bi, chắp hai tay, đánh ra Phật trưởng minh mông, nơi đi qua, cường giả trăm tộc lần lượt nổ nát bấy, vô cùng mạnh mẽ. Nhìn Phật tổ bá khí, giết trăm tộc kêu rên sợ hãi, vô số Phật đà kéo theo Phật quang khắp trời giết qua, không một ai có thể ngăn cản. Mợ nó Ma chủ thấy thế không nhịn được chửi thề, vị Phật tổ đầu tiên khai sáng Phật đạo này thực sự quá dữ dội. 18 ma tôn nghe lệnh giết. Ma chủ giống to một tiếng, 15 vị cường giả ma tộc thiên cấm lĩnh vực vừa mới đầu hàng, bao gồm 3 ma tôn ban đầu của ma giới, hợp lại thành 18 vị ma tôn. Ước chừng có 18 vị ma tôn thiên cấm, dưới sự dẫn dắt của ma chủ, giết đến cường giả trăm tộc lần lượt tan tác. Ấm, ở bên chiến trường khác, cường giả một phương hồng hoang như hình thiên, phong đô, minh trà, mạnh bà, bất diệt cốt triển khai giết chóc, đuổi theo cường giả trăm tộc không ngừng chém giết. Thần ma kêu rên, chư thần trăm tộc ngã xuống, có cường giả giống giận, trước khi chết thiêu đốt chính mình, trực tiếp tự bạo thiêu hủy tất cả. Minh ước trăm tộc, vĩnh thế trường tồn, chư vị, hãy kéo theo nhân tộc cùng nhau chôn cùng. Trong đó có một nhóm bách tộc chi chủ nổi cơn điên, mắt thấy không có đường sống, chỉ có thể đốt cháy căn nguyên của mình, hóa thành một luồng năng lượng diệt thế thẳng hướng nhân tộc hồng hoang bên này. Bọn họ muốn khiến cho nhân tộc trả giá thật lớn, chết cũng muốn kéo nhân tộc cùng nhau chôn cùng, đã sớm bị ép điên, không có đường lui, chỉ có một con đường chết. Bùm bùm bùm, từng cường giả trăm tộc tự bạo, uy lực đáng sợ kia cuốn sạch, suýt chút nữa tạo thành thương vong và thiệt hại to lớn. chương 2116, may mắn, sau khi hồng hoang thăng cấp, thực lực của thiên đế đạt tới độ cao khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn, bàn tay nắm chặt năng lượng tự bạo, bóp nát nó. a à, một tiếng hét thảm truyền đến, thì tổ vẻ mặt điên cuồng giống to, thiên đế, nhân tộc, một ngày nào đó vương giả trăm tộc lần nữa trở về, sẽ giết sạch nhân tộc các ngươi, giết giết giết. Trăm tộc đã phát điên, thần ma trăm tộc sau cùng từng người lần lượt tự bạo, chẳng phân biệt được địch ta trực tiếp kéo theo vô số tinh nhuệ và cường giả trăm tộc. Trong phút chốc, thần ma tự bạo mang đến uy lực đáng sợ, một đòn nặng cho trăm tộc, trong nháy mắt càn quét một đám lớn, gần như hơn 90% chủ lực trăm tộc toàn bộ bị tiêu diệt. Chỉ còn một tầng sớm đã sợ đến sắp nứt cả tim gan, sợ hãi run lẩy bẩy, trốn trong thế giới của liên minh trăm tộc không dám ló đầu ra. Trăm tộc, hoàn toàn xong đời. Trong giới hải, bá chủ khắp nơi nhìn kết quả của trận chiến này, trong lòng thổn thức, lòng mang cảnh giác, đối với hồng hoang, thiên đế, nhân tộc tràn ngập kiêng kỵ. Một chủng tộc như thế, không ngờ có thể từ trong man hoang từng bước vươn lên, thậm chí đi tới một bước ngày hôm nay, khiến người ta kính sợ. Nhân tộc hồng hoang, thiên đế, đây là cường địch. Bá chủ các phương trong lòng hiện lên cùng một suy nghĩ nhận biết và cảnh giác đối với thiên đế đạt tới mức cao nhất, trở thành cường địch suốt đời. Mặc kệ các phe giới hải nghĩ như thế nào, màn hoàng thăng cấp thành hồng hoang đã là điều chắc chắn, đang chiếm đoạt thế lực liên minh trăm tộc, giết chết tất cả kẻ phản kháng. Từng thế giới liên minh trăm tộc trồng lên, từng cái tan giã, bị hút vào trong hồng hoang, bắt đầu cắn nuốt căn nguyên dung nhập vào trong cửu giới, mở rộng hồng hoang, dựng dục ra giới thứ 10. Nhưng giới thứ 10 quá khó dựng dục, căn nguyên hỗn độn không ngừng tăng cường, nhưng không có chút cảm giác dựng dục thành hình, cứ như không có phần cuối. Nhìn sự chuyển biến của hồng hoang, trong mắt thiên đế lộ ra từng luồng sáng pháp tắc, pháp tắc thiên đạo đan sen hội tụ khắp người, không ngừng hấp thu lực lượng căn nguyên đến từ các phương thế giới. Giờ phút này, thiên đế mới thật sự cảm nhận được sự tồn tại của cửu thiên, thậm chí mơ hồ bắt được một tia căn nguyên bị chém nứt của cửu thiên. Khởi nguyên, cửu thiên, các ngươi đã không còn đường nữa. Thiên đế hở hững nói một câu, dẫn phát giới hải giao động, thậm chí đưa tới cửu thiên chấn động, giống như bị câu nói này làm cho chấn động sâu sắc. Ngoài ra, giây sau, thiên đế chuyển tầm nhìn, nhìn về phía thâm nguyên vô tận ở giới hải, một tòa thế giới chi mộ chìm nổi, tản ra hơi thở khủng bố hỗn loạn không theo trật tự. Hắn cảm ứng được một luồng ý chí minh mông khủng bố, ý chí thâm nguyên, một đôi mắt đáng sợ đang nhìn chăm chú vào hắn, hai bên nhìn chầm chầm vào đối phương. Ông, giới hải chấn động, hồng hoang, thâm nguyên, giữa hai bên bóng sinh ra từng tia va chạm, hai luồng ý chí vô thượng đang giao phong, dẫn phát chấn động to lớn. Thâm Nguyên, thiên đế thì thào một câu, ung dung bình tĩnh nhìn thế giới chi mộ, cảm ứng được sự tồn tại của ý chí Thâm Nguyên. Đến bước này, thiên đế mới thật sự có thể so với cửu thiên, đối mặt Thâm Nguyên lại không hề cảm thấy bất kỳ uy hiếp nào. Thâm Nguyên, thế giới chi mộ, một luồng ý chí hỗn loạn thức tỉnh. Nó bị ánh mắt của thiên đế kinh động, ý chí hai bên va chạm một lần, nhưng không ai hơn ai, cho nên cả hai lắng xuống. Ông, Giây sau trong thế giới chi mộ truyền ra một luồng dao động vô số ma vật thâm nguyên cùng chấn động cảm thấy sợ hãi dâng lên thâm nguyên nỗi sợ tột đỉnh đã xuất hiện thâm nguyên chúa tể khắp nơi cùng chấn động vẻ mặt hơi biến sắc đột nhiên nhận được một thông tin đến từ ý chí thâm nguyên kêu gọi tất cả chúa tể thâm nguyên đi vào thế giới chi mộ giờ phút này 11 vị chúa tể thâm nguyên còn sống lần lượt hành động chạy về phía thế giới chi mộ trung tâm của thâm nguyên thâm nguyên kêu gọi xem ra là bị thiên đế kinh động phân thân thâm uyên yên lặng suy tư hiểu ra then chốt trong đó ý chí thâm uyên hiển nhiên là bị sự cường đại của thiên đế kinh động do đó gọi về toàn bộ chúa tể thâm uyên lần gọi về này phân thân thâm uyên mơ hồ nhận thấy được một chút khác thường hành động này của ý chí thâm uyên chắc chắn là có biến cố gì đó có lẽ thâm uyên muốn xuất thế như vậy nhóm chúa tể thâm uyên thân làm một phần của thâm uyên sẽ nghênh đón một đợt biến động lớn thậm chí có khả năng từ nay về sau sẽ không còn chúa tể thâm uyên bản tôn thiên đế, ma chủ, thâm uyên kêu gọi, ngô cảm giác sâu sắc rằng chuyến đi lần này hung hiểm. chương 2117, phân thân thâm uyên không chút chậm trễ truyền đi tin tức mơ hồ này thông qua liên hệ linh hồn, trong lòng đã có cảm ứng, hiểu rõ chuyến đi này vô cùng hung hiểm. Có lẽ đi chuyến này sẽ dẫn tới thâm uyên xuất thế, mà thân làm các chúa tể, một phần của thâm uyên tất nhiên sắp biến mất không còn lại gì. Còn về phân thân tổ long, không biết vì sao trước đó đột nhiên cắt đứt liên hệ, giống như đã hoàn toàn chết đi hoặc tổ long đã chết vì nguyên nhân không rõ. Nhưng chỉ có bản tôn biết, tổ long không hề ngã xuống, chỉ là đã xảy ra một chút rủi ro và vấn đề, dường như dung hợp với hỗn độn long xảo sinh ra dị biến. Thâm uyên sắp xuất thế rồi sao? Thiên giới, thiên đế ánh mắt sâu thẳm, nhìn phương hướng thế giới chi mộ ở thâm uyên, nhận được tin tức linh hồn do phân thân thâm uyên truyền tới. Cùng lúc đó, ma chủ cũng nhận được tin tức khó hiểu này, như có điều suy nghĩ liếc nhìn phương hướng thiên giới và thâm uyên. Hắn biết, phân thân thâm uyên gặp nguy cơ, đây là nhắc nhở bọn họ, hoặc có lẽ sẽ cần đến sự trợ giúp của bọn họ cũng không chừng. Vừa lúc, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc thâm uyên là thứ quỷ gì. Ma chủ mặt lộ nụ cười gần, không chỉ ma chủ, còn có thiên đế cũng chú ý tới biến hóa của thâm uyên, có chút cảnh giác đối với lời nhắc nhở của phân thân thâm uyên. Trước mắt, liên minh trăm tộc đang bị quét sạch, cường giả các phương của hồng hoang, trùng các giới đang xử lý sức mạnh trăm tộc còn sót lại. Thế lực trăm tộc thuộc hồng hoang thu nạp, chiếm đoạt sức mạnh trăm tộc giới hải, lớn mạnh chính mình, càng khống chế từng thế giới của liên minh trăm tộc. Còn có hồng hoang cửu giới đang chiếm đoạt những thế giới khác làm chất sinh dưỡng, trong đó Phật giới ra sức nhiều nhất, có thể nói là đầu độc vô số sinh linh trăm tộc vào Phật giới, hóa thành chúng Phật. Phật tổ, người muốn một người độc chiếm à? Suốt cục, những chùm khác không nhìn nổi nữa, tên Phật tổ này, tới một thế giới liền trực tiếp thi triển thủ đoạn độ hóa vô số sinh linh. Cách làm này rước lấy sự bất mãn của những chùm khác, thí dụ như trùng các giới yêu giới phu giới địa giới ma giới linh giới tu la giới thi nhau xông tới a di đà phật chư vị cần gì phải gây chiến phật tổ vẻ mặt bình tĩnh nói chắp hai tay phật quang vù vù gương mặt tử bi hừ minh hà vẻ mặt khó chịu trong tay cầm một đôi hung kiếm giữ tợn nói ta mặc kệ ngươi muốn làm gì nhưng vừa rồi ngươi độ hóa hơn nghìn vạn tu la là có ý gì a à. phật tổ sắc mặt cứng đờ liếc nhìn bên trong phật giới quả thật có một nghìn vạn tu la bị hắn tiện tay độ hóa. Không có cách, nhóm tu la này rất cường đại, sức chiến đấu rất mạnh, vừa lúc hóa thành Phật binh của Phật giới, nhưng là thượng phẩm tốt nhất, tuyệt đối đáng giá. Hơn nữa, người độ hóa vô số tà linh, cướp chén cơm của địa giới chúng ta. Bốn chùm lớn phong đô, minh trà, mạnh bà, minh hà cùng dồn dép, khiến cho Phật tổ ra mặt run lên, trong lòng cực kỳ buồn bực. Không phải chỉ là độ hóa một nghìn vạn tu la, mấy ức tà linh thôi sao, cần gì phải làm ra tư thế tìm hắn liều mạng như vậy chứ? Chư vị, Phật độ người có duyên, bọn họ có duyên với Phật. Phật tổ vừa mở miệng, Phật quang bao phủ khắp người, mang lại cảm giác bình yên tĩnh lặng. Vớ vẩn, Minh Hà gắt gỏng giống to, đôi mắt mang màu đỏ sậm, trong tay cầm một đôi sát kiếm màu đỏ tươi trực tiếp chém tới. Keng, Phật tổ một trường nhẹ nhàng cản lại, sức mạnh của hai người nổ tung, khí giết chóc bị Phật quang thanh lọc, sau đó tan biến. A-di-đà Phật, chư vị, từ từ đã, tất cả mọi người trên cùng một chiếc thuyền ngô nguyện phái thuộc hạ nhập địa giới siêu độ chúng sinh oán linh giảm bớt địa giới áp ầm um, lời còn chưa dứt đã bị ba chùm lớn của địa giới trực tiếp đánh tới đánh đến phật tổ phải vội vàng chống đỡ phật quang màu vàng khắp người tán loạn có chút chật vật muốn độ hóa địa giới người muốn chết ba chùm địa giới minh trà phong đô mạnh bà nổi giận tên phật tổ này muốn nhúng tay vào chuyện của u minh địa giới thậm chí hắn còn muốn nhúng tay vào chuyện luân hồi điều này tuyệt đối không cho phép Bùm bùm, những chùm này lại đánh nhau, Phật tổ lấy một địch bốn nhưng vẫn có thể chống đỡ, thật sự khiến người ta không thể tin được, không hổ là Phật tổ vô địch mở ra Phật đạo. Mạnh quá, ở phía xa, Đế Tuấn, Đông Hoàng, Côn Bằng, còn có 12 tổ vu nhìn thấy màn này đều cảm thấy hết sức giật mình, có nhận thức càng sâu sắc đối với sự cường đại của Phật tổ. Chương 2118. Thấy bọn họ đại chiến không ngừng, Đế Tuấn, Đông Hoàng vẻ mặt cười nhạt, thầm nghĩ, đánh đi, tốt nhất đánh chết vài tên lưỡng bại câu thương. Thực ra Đế Tuấn và Đông Hoàng có một loại địch ý đối với Phật Tổ, bởi vì Phật Quang có lực sát thương và khắc chế rất lớn đối với yêu tộc. Phật thật đáng ghét, côn bằng vẻ mặt chán ghét nhìn Phật Tổ, tràn đầy căm ghét đối với Phật Quang, rất chướng mắt, cảm giác cực kỳ khó chịu. 12 tổ vu thì cảm thấy bình thường đối với Phật Tổ, bọn họ được truyền thừa từ sức mạnh của bàn, tất nhiên là theo đại đạo lực lượng thân thể. Hiện tại thấy Phật Tổ cường đại, trong lòng tuy giật mình, nhưng không có cảm giác đặc biệt gì, ngược lại rất tò mò vì Phật tổ này có bị Thiên Đế chân áp hay không. Định, đang lúc mấy cường giả đánh nhau kịch liệt, bỗng nhiên bị một luồng sức mạnh cường đại giam giữ, hư không yên lặng, không gian bị dừng lại. Phật tổ vẻ mặt hơi biến sắc, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh không thể kháng cự đè xuống, ánh sáng vàng toàn thân tán loạn, kim thân cường đại không thể chịu nổi vỡ ra. ầm, um, giây sau, một bàn tay khủng bố từ trong thiên giới vươn ra, chắn ngang quét qua đám người, đánh bay toàn bộ chùm đang đại chiến. Thiên Đế ra tay một kích đánh bay năm cường giả Phật tổ, Phong đô, Minh hà, Minh trà, Mạnh bà, khiến người ta khiếp sợ. Thiên đế, Phật tổ trong lòng kinh hoàng, càng hiểu rõ sâu sắc sự cường đại của Thiên đế. vừa rồi chỉ trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác mình giống như sắp bị chấn áp. nếu như Thiên đế thật sự muốn chấn áp hắn, tuyệt đối không hề có chút khó khăn nào. đây chính là điểm cường đại của Thiên đế sau khi Hồng Hoang thăng cấp, khủng bố vô cùng. bốn người Phong đô, Minh trà, Mạnh bà, Minh hà liếc nhau thấy được kính sợ trong mắt nhau. Chỉ có minh trà rõ ràng nhất, thiên đế chỉ là một phân thân của cổ trần, một phân thân đã đáng sợ và kinh khủng như vậy, thế hiện giờ bản thể khủng bố đến mức nào, Phật giới, không thể ép buộc độ hóa bất cứ sinh linh nào. Trên thiên giới truyền xuống một âm thanh lạnh nhạt, tràn đầy uy nghiêm, mang theo một loại trí cao vô thượng, ý chí không thể nghi ngờ. Phật tổ trong lòng chấn động mãnh liệt, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, cần tuân mệnh lệnh thiên đế, Phật giới đón chào chúng sinh chư thiên, Hễ là sinh linh có trí khôn đều có thể thành Phật. Câu này vừa nói ra, hấp dẫn vô số sự chú ý của sinh linh, rất nhiều sinh linh hơi dao động, bước vào Phật giới, thành Phật là một đại đạo. Hư, ma giới ta cũng mở rộng ma đạo, bất kỳ sinh linh gì cũng có thể tu luyện ma đạo, phi thăng ma giới liền có thể thành ma. Ma chủ lên tiếng, lời nói truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang và vô số đại thế giới nhỏ, chúng sinh hiểu ra, Phật và Ma đang so đấu với nhau. Có điều trong hồng hoang còn có một loại tiền đồ tươi sáng khác, đó là đại đạo tiên lộ, nhân hoàng mở ra tiên lộ, thành tiên, là một đại đạo. Trong hồng hoang có thần ma, còn có tiên, bây giờ có ma, thêm cả Phật, có thể nói là phơi bày ra một loại đại đạo tranh phong, muôn vàn nụ nở hoa. Yêu giới sẽ chào đón tất cả, chúng sinh đều có thể là yêu. Đế Tuấn, Đông Hoàng không cam lòng bị rớt phía sau, trực tiếp truyền đạt ý tưởng của chính mình, thậm chí toàn bộ yêu tộc, yêu tộc muốn mở rộng, tất nhiên phải nhân cơ hội này ló mặt ra. Ma chủ, Phật tổ cùng nhìn lại, ba người đông hoàng, đế tuấn, côn bằng toàn thân căng cứng, chỉ cảm thấy áp lực lớn, nhưng vẫn dáng đứng vững. Hừ, mấy vị trùm địa giới và Phật tổ hừ lạnh một tiếng, song song rút lui, không tiếp tục đại chiến nữa, bởi vì thiên đế đã ra mặt can thiệp. Còn đánh tiếp nữa, nói không chừng sẽ bị vị thiên đế sâu không lường được kia trực tiếp chân áp, mất hết mặt mũi. Cường giả trùm các phương vu tộc, 12 tổ vu, tu la tộc Minh Hà, còn có linh tộc, thiên giới, nhân tộc hai mặt nhìn nhau, sau đó ai đi đường nấy. Kế tiếp là toàn bộ toàn dư của trăm tộc, thu nạp chiến lợi phẩm, chiếm đoạt thế giới và căn cơ của liên minh trăm tộc, hoàn toàn lớn mạnh hồng hoang. Đối với loại chuyện tốt như thế này, thế lực các phương hồng hoang đều tranh nhau, có thu hoạch, có chỗ tốt, có lợi ích, ai không đi mới là đồ ngu. Có thể đoạt được một thế giới nhỏ thì đã là thu hoạch lớn, thậm chí có chủng tộc cướp được một trung thiên thế giới, hơn nữa có chủng tộc cường đại đoạt lấy một phương đại thiên thế giới thí dụ như Long tộc, Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc, Bạch Hổ tộc, còn có Hỏa tộc, Titan tộc đều lấy được thu hoạch khổng lồ. Đương nhiên, cử giới mới là chiếm phần lớn, trùng khắp nơi đều chia cắt căn cơ của liên minh trăm tộc, đại thế giới nhỏ bị chia cắt hoàn tất. Chương 2119, người được lợi lớn nhất đương nhiên là Thiên đế, là nhân tộc chỉ cần là nhân tộc đại thiên thế giới liền có thể chiếm giữ hơn mười mấy căn cơ biến thành của nhân tộc. Không có cách, nhân tộc thế lớn, hiện nay là một chủng tộc cường đại nhất nguyên hồng hoang, thiên giới là do nhân tộc đứng đầu, thiên đế càng là trí cao vô thượng. Điểm này, không người dám không tuân theo. Lúc này, ở sâu trong thiên giới, thiên đế hai mắt hiện lên từng luồng sáng, xem thấu thời không, thấy được vĩnh hằng chi địa hoàn toàn bị ngăn cách với thời không bên ngoài. Bản tôn vẫn chưa thức tỉnh sao, thiên đế hơi nhíu mày, cảm ứng được hơi thở của bản tôn, vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành lột xác, càng không có dấu hiệu tỉnh lại. Bản tôn đang ở trong thời kỳ lột xác mấu chốt nhất, lần này, phân thân thâm uyên không thể nhờ bản tôn trợ giúp được nữa. Nhưng mà, thân là một phân thân của bản tôn, phân thân thâm uyên gặp nguy hiểm nhất định sẽ kinh động đến bản tôn, đến lúc đó hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Nhưng thiên đế cực kỳ cảnh giác ý chí thâm uyên, vừa mới một lần đọ sức thăm dò, khiến cho thiên đế trong lòng vô cùng cảnh giác ý chí thâm uyên. Trăm tộc đã diệt, tiếp theo, đặt mục tiêu vào căn cơ của cửu thiên khác. Thiên đế chuyển tầm mắt, rơi vào những nơi khác ở giới hải, căn cơ của cửu thiên ở giới hải như U Thiên, Hảo Thiên, Phạm Thiên đã bị hủy diệt. Truyền lệnh, hình thiên, hắc thổ làm tiên phong, đánh đại xích thiên. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ hồng hoang đều chấn động, hình thiên, hắc thổ mới vừa trở về hồi sức cùng bộc phát ra hơi thở cường đại. ầm um, trong thiên giới, một đội quân đoàn tiên phong cường đại xuất hiện, vô số cự ma gầm thét, người khoác tiên giáp thanh đồng dẫm lên hỗn độn hướng phía một phương giới hải rầm rộ đông đúc giết qua. Cảnh này kinh động vô số cường giả, Mọi người tâm thần rung động, âm thầm sợ hãi, vị thiên đế kia lại ra lệnh xuất trinh. Đại Sích Thiên, một phương vũ trụ minh mông lơ lửng trong giới hải. Lúc này, Đại Sích Thiên trên dưới rung động, đã cảm nhận được từng đợt khí thúc sát, bên trong tụ tập vô số cường giả, số lượng lớn quân đoàn tinh nhuệ. Không hoang, thiên đế quá cản rỡ. Ở trong thế giới một mảnh màu đỏ, đang có mấy bóng dáng cường đại tụ tập lại, bọn họ là nhóm cường giả dưới chướng Đại Sích Thiên, chấn giữ giới hải. Bây giờ thấy hồng hoang thế mà lần nữa phát triển, mục tiêu nhắm thẳng vào đại xích thiên, điều này không thể nghi ngờ đã chọc giận tất cả cường giả trong đại xích thiên vũ trụ. ầm ầm giới hải xô trào, các phe lộ vẻ hoảng sợ, nhìn cảnh tượng từ trong hồng hoang đi ra một đội tiên phong cường đại, vô số cự ma khoác tiên giáp, tay cầm tiên binh thanh đồng giết tới. Dẫn đầu là một vị chiến thần không đầu, chính là đệ nhất chiến thần thiên giới, còn có một vị người khổng lồ, chân đạp hỗn độn, mang theo rậm rạp hơn nghìn vạn cự ma thẳng hướng đại xích thiên đó là hắc thổ một vị ác thần của thiên giới thống lĩnh tự ma tiên phong thực lực và địa vị vô cùng cao quý bên trong đại xích thiên có năm vị cường giả thiên cấm ta sẽ đi đối phó còn về đại xích thiên thì giao cho ngươi hắc thổ thanh âm ồm ồm vang dội truyền khắp giới hải vô số cường giả đều nghe thấy trong phút chốc không nói được gì cảm thấy hoảng sợ tên hắc thần này không ngờ dám tuyên bố một trọi năm khiến năm vị cường giả thiên cấm trong đại xích thiên tức méo mũi cuồng vọng quá cuồng vọng trong đại xích thiên năm cường giả thiên cấm nổi giận mỗi người tản ra hơi thở lạnh thấu xương sát ý cường đại khóa chặt hắc thổ câu này khiến bọn họ tức giận đây xem như hắc thổ hoàn toàn bị ghi hận bọn họ đánh không lại phật tổ cũng đánh không lại thiên đế nhưng vẫn có thể đánh một trận với tên hắc thần này cho nên năm vị cường giả không nói hai lời từ trong đại xích thiên lao ra giết âm than đen chịu chết đi một tiếng gầm giận dữ chỉ thấy một luồng sáng màu đỏ đậm kéo tới giết thẳng tới chỗ hắc thổ Đối mặt với thế tới rào rạt của năm cường giả thiên cấm, hắc thổ liếm môi một cái, lộ ra hai hàm răng trắng, ha hả cười gằn. Tới tới tới, để hắc ra ra của ngươi giết ngươi không chừa manh giáp. Hắc thổ gào to, vung tiên trùy thanh đồng giết tới. ầm um, một búa vung ra, hư không sụp đổ, hỗn độn rào rào tán loạn, một kích cường đại tạo thành lực tàn phá kinh khủng. Hắc thổ một kích đánh nát ánh sáng đỏ sậm, dồn ép năm cường giả cùng lui ra. Mạnh quá, Nam vị cường giả Thiên Cấm ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Hắc Thổ, không ngờ cái tên Hắc thần này mạnh mẽ đến như vậy, lực lượng thân thể hung hãn dọa người, mang theo một luồng sức mạnh hủy diệt.